Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Già Thiên của tác giả Thần Đông. Tập 102. Già Thiên, chương 1011, chuyển thế thành công. Con muốn chăm sóc mà cha mẹ không còn. Con đi xa trở về đã không còn gặp được cha mẹ nữa, sinh tử chia ly. Điều này thê lương tới mức nào chứ? Diệp Phàm lã chã rơi lệ. Tất cả cố gắng của hắn đều biến thành vô nghĩa. Vượt qua tinh vực vô ngần, cũng vượt qua ngân hà, cuối cùng lại chậm một bước rồi. Hắn run rẩy, độ nhân kinh, cảm thấy đau đớn, dưng dưng siêu độ cho phụ mẫu. Diệp Phàm đọc tới rách môi, máu tươi rơi xuống, liên tục gọi khẽ. Từng chữ dính máu, khắp phòng đều là phù văn, in đầy hư không. Hai mươi mấy năm trôi qua, mục tiêu của đời hắn chính là gặp lại cha mẹ, xóa đi vẻ bi thương trên mặt bọn họ. Vì thế hắn mới xông pha sinh tử, chỉ để trở về. Nhưng cha mẹ mất đi. Lúc này toàn bộ mục tiêu sống của hắn không còn, toàn bộ thế giới như sụp đổ. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, kể lại nỗi nhớ nhung hai mấy năm qua nhưng người đã mất đi, hắn còn có thể làm gì? Chỉ còn nghẹn ngào và nước mắt. Trong lòng Diệp Phàm đau đớn. Tất cả cố gắng của hắn trong những năm tháng kia đều hóa thành hư vô, không còn có tác dụng gì, không thể sửa đổi. Cuộc đời chỉ còn màu xám. Hắn đau đớn và bất đắc dĩ, giơ tay chụp vào hư không nhưng không thể nắm bắt được gì nữa. Hắn cảm thấy đúng là buồn cười, nghĩ rằng có thể vô địch một thời là có thể đánh tan tất cả. Nhưng ông trời lại trực tiếp cho hắn một đòn cảnh cáo, khiến hắn đau thương quỳ trên mặt đất, không muốn đứng lên nữa. Cha, mẹ, con tới gặp cha mẹ đây. Diệp Phàm quỳ ở đó, lại một lần nữa gọi lên đầy đau thương. Con rất nhớ hai người nhưng đường quá xa. Ta liều mạng cố gắng trở về đây, gian nan biết bao mới. Cuối cùng kết quả lại thế này, con tình nguyện chết đi. Diệp Phàm gầm khẽ, nhưng hiện giờ đã muộn rồi. Hắn vò đầu bứt tóc, cảm thấy khí tức của hai người nhưng lại không thể gặp mặt. Hắn tràn ngập về không cam lòng và tiếc nuối. Cuối cùng Diệp, Phàm suy sụp, chỉ còn yên lặng rơi lệ, ngồi dưới đất, dựa vào mép giường. Hắn đột nhiên cảm thấy cuộc đời này mất đi tất cả ý nghĩa. Tu luyện, trảm đạo, thánh thể, vô địch, tất cả đều là hư vô. Ngay cả cha mẹ cũng không bảo vệ được thì còn có tác dụng gì. Hắn cảm thấy thật buồn cười. Tất cả cố gắng đều vô nghĩa, dứt bỏ tất cả, cuối cùng vẫn chậm. Chỉ còn có thể đau đớn, không làm gì được nữa. Hắn khóc lớn rồi lại cười to, sau đó là ho khan, khóe miệng tràn ra từng tia máu. Hắn đột nhiên cảm thấy thật đáng buồn. Ta không thể thay đổi được điều gì. Ngay cả nhìn mặt cha mẹ lần cuối cũng không được. Ta đúng là vô dụng. Diệp Phàm khóc một hồi, cười một trận, mất hết can đảm, không còn chút lưu luyến với thế giới này, cảm thấy đời này không còn gì thú vị nữa. Hắn vừa cười vừa khóc, không còn sức lực, ngã lăn ra đất, không còn lên tiếng được nữa, chỉ còn nước mắt tuôn rơi, sắp sửa hôn mê rồi, khuôn mặt cha mẹ già đi thỉnh thoảng lại hiên lên trước mặt. Diệp Phàm ngây ngẩn, từ từ mất đi tri giác. Hắn cảm thấy sức cùng lực kiệt, thể xác và tinh thần mệt mỏi, ngất đi. Tiểu Phàm, anh có tiếng gọi khẽ vang lên bên tai hắn. Đừng đau lòng, đừng khóc. Chúng ta không trách con, chỉ rất nhớ con thôi. Thấy con bình an là chúng ta đã vui lắm rồi. Giọng nói âu yếm tràn ngập yêu thương. Cha và mẹ con vẫn luôn tin rằng con còn sống, một ngày nào đó sẽ quay về gặp chúng ta. Nhưng chúng ta đợi lâu quá mệt mỏi rồi, thật sự không chờ nổi nữa. Ngày nay con bình an là tốt rồi, chúng ta cũng yên tâm rồi. Giọng nói già nua, có vẻ vui mừng khi giải thoát, lại khiến người ta chua xót. Giống như ảo mộng, Diệp Phàm trong lúc hôn mê, khóe mắt rơi lệ không ngừng. Hắn thấy hai luồng sáng, cố gắng nắm tay bọn họ nhưng lại không thể giữ được. Chúng ta đi rồi, con phải sống cho tốt, chú ý chăm sóc bản thân thật tốt. Lời nói mỏng manh dần, hai luồng sáng tiêu tán đi, hai khuôn mặt già. Cả kia cũng từ từ nhạt dần, sau đó hóa thành mưa ánh sáng hoàn toàn biến mất. Diệp Phàm kêu to, liều mạng dãy giụa, cố gắng theo giữ bọn họ lại nhưng không bắt được. Ầm. Hắn lập tức bừng tỉnh, thấy trước mắt không có gì, chẳng có vẻ ấm áp vừa rồi, cũng không có khí tức của cha mẹ, chỉ là khoảng không trống trải. Anh tỉnh rồi. Hứa Quỳnh ngồi một bên, đưa tới một chén nước nói, anh cố nén bi thương. Người có thăng trầm, trăng có tròn khi khuyết mà. Cô vừa có nhìn thấy, nghe thấy gì không? Diệp Phàm nắm tay cô, ra sức lay động,
khiến nước trong chén rơi hết xuống đất. Hứa Quỳnh nhíu mày. Sức lực của Diệp Phàm mạnh tới đâu chứ? Dù đã cố hết sức khống chế nhưng cô vẫn đau đớn, khẽ nói, anh nhớ Nhung quá nên tâm thần mệt nhọc thôi. Đừng nghĩ nhiễu nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi. Cô không thấy cũng không nghe thấy gì thật à? Diệp Phàm đứng dậy, tỏa thần thức ra, muốn tìm kiếm khí tức mà hắn cảm thấy thân cận kia. Chuyện vừa rồi hết sức chân thật, tự mình trải qua ngay trước mắt. Hắn cũng không tin là mơ lại chân thật như vậy. Trời đã khuya, bên ngoài là một vùng mưa sao xa, biến mất ở phái chân trời. Diệp Phàm bỗng dưng chấn động, hình ảnh kia rất giống mưa ánh sáng khi giấc mộng tiêu tán. Hắn không kìm nỗi run rẩy, nước mắt chảy dài, nhìn chằm chằm lên trời đêm. Kỳ quái, sao có mưa sao băng mà không có dự báo gì hết? Trên một cửa sổ khác, Hứa Diệp chống cằm tò mò mở to mắt nhìn lên bầu trời. Diệp Phàm đẩy cửa sổ ra, bay lên không trung, đuổi theo rất nhanh, hóa thành một luồng kim quang chìm sau hư không. Trong phòng, Hứa Quỳnh giật mình há hốc miệng, chén trà trong tay lập tức rơi xuống đất vỡ tan, nước chảy lênh láng. Cô gần như không dám tin chuyện này, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng Diệp Phàm không bình thường nhưng cũng không thể thừa nhận. Diệp Phàm giống như đại bàng lượn trên bầu trời, vậy còn là nhân loại sao? Đột ngột thấy Diệp Phàm trở về, trong tri thức của cô nhất định là liên quan tới văn minh ngoài trái đất, hiện tượng người ngoài hành tinh bắt cóc. Nhưng lúc này cô lại như hóa đá. Đó là văn minh thần ma sao? Ở tổng một phòng khác, Hứa Diệp kêu sợ hãi, mẹ ơi, sao băng giáng xuống nhà ta? Cô gái không sợ trời sợ đất này chạy tọt vào phòng nói, mẹ vừa thấy không? Có một ngôi sao băng giống như vọt qua sát nhà chúng ta, rất thần kỳ đó. Hai tay Hứa Quỳnh ôm trước ngực, ngừng run rẩy. Cô không muốn biến sắc trước mặt con gái, cố gắng bình tĩnh lại. Chuyện vừa phát sinh quá kinh thế hãi tục rồi. Hứa Diệp 17 tuổi, hoạt bát hiếu động, chạy tới cửa sổ nhìn ra ngoài, thăm dò không ngừng, muốn tìm xem sao băng rơi ở chỗ nào. Mẹ à, sắc mặt mẹ hoi trắng đó, vừa rồi có phải là sợ quá không? Đừng sợ, có con gái bảo bối của mẹ ở đây, yêu ma quỷ quái đến đây đều bị con đánh chạy. Hừ hừ hừ, cô hoạt bát vung tay múa chân theo khởi thức của Thái Cực Quyền. Tuy nhiên khi thấy thần sắc của mẫu thân vẫn không tự nhiên như cũ, cô vội thu hồi vẻ bướng bỉnh, nói, mẹ à, con đi rót nước cho mẹ một chén nước. Hả, chú nhỏ đi đâu? Hắn đi đâu rồi? Hứa Quỳnh rốt cục bình phục nỗi lòng, nói, hắn đi trước có việc rồi. Phía cuối chân trời, Diệp Phàm đứng giữa trời đêm, ngơ ngác sững sờ. Hắn không có khả năng đuổi theo được. Mưa sao băng đã biến mất từ lâu. Là hai người sao? Hai người đi đâu vậy? Hắn cảm thấy thế gian quả là có một loại lực lượng không hiểu được. Vừa rồi cha mẹ nói từ biệt với hắn sao? Nhưng hắn lại lắc lắc đầu. Hắn là tu sĩ, nhất là khi mạnh mẽ tới mức độ này, rất mẫn cảm đối với nguyên thần, biết bản chất của việc này. Mất đi là mất đi rồi, không có khả năng tái hiện nữa, không thể tái sinh. Đây là bản chất không thể nghịch thiên sửa đổi. Mọi người đều phải chết, dù là đại đế cổ cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ đó là tiềm thức của ta muốn chữa trị vết thương lòng đây. Diệp Phàm thở dài, giơ tay chụp vào bầu. Trời đêm nhưng cũng không thể với tới. Hắn biết không có vận mệnh, không có luân hồi, nhân gian không có chuyển thế nhưng chuyện vừa rồi trải qua vừa thực vừa ảo khiến hắn kinh ngạc khó hiểu. Hắn nghĩ tới khi ở Tây Mạc, lão tăng hóa đạo kia còn nói, kiếp sau tin thì sẽ có, không tin thì không. Năm tháng trôi đi, trong thế gian nhất định sẽ xuất hiện hai đóa hoa giống nhau. Trăm ngàn năm ngoái đầu nhìn lại, một đóa đã tàn, một đóa lại đang nở rộ. Có phải cùng một đóa hoa hay không thì đó chỉ là suy đoán của người đời sau, ngay cả vị cổ Phật kia cũng không thể nói rõ được. Là tiềm thức của ta đánh lừa ta hay hai người thực sự tới chào tạm biệt ta? Nước mắt Diệp Phàm lại lặng lẽ rơi. Hắn tình nguyện vượt qua tinh vực trở về, cuối cùng lại chậm một bước, ngay cả nhìn mặt cha mẹ cũng không thể. Vừa rồi là bọn họ giúp hắn bớt tiếc nuối sao? Diệp Phàm thì thào. Ai cũng không nghe được lời hắn đang không ngừng nói nhỏ. Một mình đứng trên bầu trời đêm, như muốn vĩnh viễn ở đó. Hắn không muốn suy tư theo lý trí bởi nếu cứ suy nghĩ tiếp thì thành hiền cổ đã sớm phân tích rồi. Trong bản chép tay có ghi, chuyển thế giảng thế là chuyện không có khả năng tồn tại. Một mình Diệp Phàm di chuyển trong tinh không, không suy tư nữa, trong lòng trống vắng. Khi bình minh, hắn đáp xuống mặt đất. Sau khi vầng thái dương lên rất cao rồi, hắn mới đi vào khu biệt thự Tây Sơn. Hứa Quỳnh đón hắn vào nhà. Oa, chú nhỏ,
hôm qua đột nhiên không thấy. Tôi nhớ chưa thấy chú đi ra ngoài mà. Hứa Diệp còn buồn ngủ, ôm một con gấu bông lớn mới đứng dậy. Ngoan, con đi rửa mặt đánh răng rồi ăn sáng đi. Hứa Quỳnh đẩy cô một cái. Hứa Diệp tuy rằng mới chỉ 17 tuổi nhưng rất giống mẹ cô, dáng người thon thả, sắp cao bằng mẹ rồi, rất nghe lời nói, vâng, được rồi mà. Đây là đả kích lớn nhất trong đời Diệp Phàm. Hắn muốn rời khỏi nơi này, tránh khỏi hồng trần. Mọi thứ hắn chứng kiến đều khiến hắn bi thương và thống khổ. Nhưng hắn không thể rời đi như vậy, còn muốn ở lại với cha mẹ một thời gian, muốn biết tất cả mọi chuyện. Anh ăn một chút trước đi, lát nữa tôi từ từ kể cho anh. Hứa Quỳnh vuốt mái tóc dài, khẽ an ủi. Tôi không ăn nổi, cô ăn đi. Tôi chờ cô, sau đó cô dẫn tôi tới thăm mộ hai người một chút. Diệp Phàm cảm thấy toàn thân nặng nề, ngã vào ghế sofa, chẳng muốn cử động nữa, ánh mắt chua xót nhưng nước mắt đã khô cạn. Hứa Quỳnh than khẽ, cô cũng không ăn uống mà đưa Diệp Phàm rời nhà, lái xa ra ngoài, hơn một giờ sau mới tới một khu nghĩa trang. Nghĩa trang rất lớn, bốn phía đầy cỏ xanh tốt, đặt ở gần một ngọn núi thấp, lại có cả một ít cây tùng cây bách, khiến nơi này trông trang nghiêm hơn. Là nơi này, đột nhiên vẻ mặt Hứa Quỳnh hơi thay đổi. Bởi vì trước mộ có một bó hoa trắng nõn, phất phơ theo gió, cánh hoa tuôn rơi, truyền tới mùi hương tự nhiên. Còn có người khác tới tảo mộ sao? Diệp Phàm hỏi. Tôi nghĩ hẳn là không có ai khác mới đúng. Hơi lại rồi. Hứa Quỳnh vô cùng ngạc nhiên. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Già Thiên, chương 1012, đi con đường nào? Xuân còn chưa tới, lúc này mới vào cuối đông. Phía bắc vẫn rất lạnh, gió rét quất vào mặt như đao cắt. Trước mộ có một bó hoa trắng nõn lay động, cánh hoa bị thổi tung bay từng cánh. Trên bia có khắc tên hai người. Đã 3 năm rồi, Diệp Phàm không đủ sức nghịch thiên. Hắn yên lặng quỳ xuống, đôi môi run run, khàn khàn cất tiếng nói trong gió rét, không nghe rõ. Chỉ có tiếng nước mắt rơi xuống. Hứa Quỳnh để một mình hắn ở lại, hỏi người quản lý nghĩa trang vừa rồi ai tới đặt hoa. Đáng tiếc là không có kết quả. Mỗi ngày người vào ra không ít, không ai đi chú ý đặc biệt làm gì. Diệp Phàm ngồi trước bia mộ, muốn ở lại nơi này không bao giờ đứng lên nữa. Mất đi mục tiêu trong đời, trong lòng trống trải. Cả thế giới đối với hắn chỉ là một màu xám. Ba, đây là một loại rượu thần ta mang tới từ Bắc Đẩu. Các đại giáo chủ cũng rất khó có mà uống. Là một bình rượu tinh hoa luyện ra từ ngàn năm nay. Diệp Phàm mở một hồ lô trắng như sữa dê, đổ rượu xuống. Hương thơm thẫm đẫm ruột gan tràn khắp nghĩa trang. Hứa Quỳnh giật mình xoay người nhìn lại, vừa lúc thấy cảnh tượng này. Rượu thơm kinh người, ngay cả một người không uống rượu như nàng cũng bị hương thơm này làm mặt phải đổi sắc. Người quản trang nhìn thấy, liền đi rất nhanh tới, bảo hắn đã phạm quy, phải thu bình rượu rồi chịu phạt tiền. Hứa Quỳnh tiến tới lấy ra một tập tiền, không cho người này tới gần, sợ sẽ có phiền toái. Nàng biết rõ Diệp Phàm ngày này không thể độ lượng với phàm nhân nữa. Mẹ, đây là một số đồ trang sức ta mang tới từ Bắc Đẩu về cho người. Trong tay Diệp Phàm xuất hiện một số trang sức kỳ dị, tỏa sáng lấp lánh, giống như ánh sáng tụ lại thành minh châu rồi xỏ thành vòng, có cả thiên yêu xá lợi điêu khắc thành hộ phân phủ. Đều có khả năng kéo dài sinh mệnh. Mỗi một thứ đều trong suốt sáng lạn, tràn ngập tinh khí, dù là người thường cũng có thể nhận ra nó bất phàm, khiến từng lỗ chân lông giãn ra, toàn thân nhưng được tắm trong gió xuân. Xèo, trong tay Diệp Phàm bốc lên từng luồng lửa nóng, thiêu rụi rượu thần ngàn năm và những vật này, hóa thành một vùng sáng rồi biến thành tro tàn, rơi xuống trước mộ. Người quản trang thấy vậy nóng nảy, nói hắn vi phạm nghiêm trọng quy định. Ở nơi này, không được đốt vật gì, nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa tỏa ra từ lòng bàn tay Diệp Phàm thì ánh mắt của hắn liền sững lại. Tôi bảo, anh đốt thứ gì còn sáng hơn thần đăng, sáng rực một phương, giống hệt bảo bối vậy. Ái ra, đây là rượu, thơm quá đi mất, tôi cũng muốn uống một ngụm, say. Say rồi, vừa tới gần hắn liền ngã phịch xuống đất, say tới hôn mê. Hứa Quỳnh sợ hãi lui lại phía sau, sợ bị hơi rượu làm say. Nàng biết nhiều hiểu rộng, hiểu những thứ trong tay Diệp Phàm không phải vật phàm, không thể suy theo lẽ thường. Không nói mấy hạt minh châu chiếu sáng lấp lánh kia, chỉ là hồ lô rượu cũng hoàn mỹ không chút tì vết, trắng như sữa dê. Nếu đem đi bán đấu giá khẳng định khiến thiên hạ chấn động,
giá vọt tới trời. Khi người quản trang tỉnh lại thì chỉ thấy trước mặt đen kịt, hóa ra toàn cho đen, lập tức nhảy dựng lên. Ôi tôi đã nói anh rồi. Anh đốt cả một xe tải sao, làm sao mà rửa sạch nổi đây? Ánh mắt của hắn cũng trợn trắng lên. Một đống thế này đừng nói là đốt, dù có vận chuyển tới cũng đã phiền toái lắm rồi. Hứa Quỳnh chạy tới đưa ra một tập tiền dày. Bất kể khi nào thì tình huống này cũng không thay đổi, bỏ tiền ra đúng lúc có thể điều khiển cả ma quỷ. Đời người có nhiều điều bất đắc dĩ, chúng ta không đủ sức kháng cự, nén bi thương đi. Chú với dì sẽ không trách anh đâu, chỉ cầu cho anh bình an thì đối với bọn họ đã là an ủi lớn nhất rồi. Bởi trước khi họ chết đi bọn họ lo lắng nhất là an nguy của anh. Tôi muốn yên lặng một mình một chút, cô đi trước đi. Diệp Phàm quay lưng lại, ngồi đó nói, mặt trời đã về tây, nhoáng một cái đã qua một ngày, cuối cùng bầu trời lấp lánh sao. Hắn ngồi yên lặng không nhúc nhích, khiến người quản trang sợ hãi nhưng cũng không dám tới làm phiền hắn. Lúc trước Hứa Quỳnh đã cho hắn không ít tiền rồi. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuống, thái dương nhô lên cao. Diệp Phàm vẫn ở đó như cũ, từ đầu tới cuối không nhúc nhích. Hắn ngồi yên lặng một đêm, nhớ lại những kỷ niệm từ khi còn bé thơ tới khi lớn lên, rất nhiều chuyện về cha mẹ khó phai trong lòng. Những cảm xúc hạnh phúc, đau buồn kia khắc cốt minh tâm. Chuyện xưa như sương mù, tràn ngập nội tâm hắn. Lúc này hắn rất muốn gục xuống ngủ đi. Tới buổi trưa, hắn mới than khẽ một tiếng, đứng dậy rời đi, dáng vẻ tiêu điều, rời khỏi nghĩa trang. Tuy rằng một ngày một đêm chưa về nhưng Hứa Quỳnh cũng không lo lắng. Chính mắt nhìn thấy hắn vọt lên trời cao, nàng đã hiểu rằng sợ, rằng trên đời này không có người nào có thể làm thương tổn với hắn, có lẽ ngoại trừ bản thân hắn. Diệp Phàm ngồi lẳng lặng trên ghế sofa nghe Hứa Quỳnh lể lại. Mỗi một chi tiết khi về già của cha mẹ đều khiến hắn chua xót nhưng từ đầu tới cuối hắn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Có ánh sáng tất nhiên phải có bóng tối, hạnh phúc và yêu thương, may mắn thì cũng có mặt không như ý. Hứa Quỳnh đợi hắn 2 năm, sau đó lập gia đình. Nhưng theo lời nàng nói thì cuộc sống cũng không tốt lắm. Đời người đủ màu sắc, có gió cũng có mưa. 10 năm trước cuộc đời nàng rơi xuống đáy, cuộc hôn nhân gắn bó nhiều năm đi tới hồi kết, nàng cũng mất đi tất cả. Khi Hứa Quỳnh đi ra ngoại thành giải sầu thì không ngờ lại gặp được cha mẹ hắn, không dám để họ ở lại, do vậy đón bọn họ về. Chú và dì cũng là người tốt, quyên tất cả tiền của anh để lại cho cô nhi viện, thế nên cuộc sống mới khốn đốn. Bọn họ rất nhớ anh, thích trẻ con. Tôi nghĩ bó hoa kia chắc là của cô nhi viện đưa tới. Tiếng chuông cửa vang lên, Hứa Diệp vội chạy ra cửa, kêu lên, cha, chồng tôi cũng không có tiền, biệt thự này là tôi mấy năm gần đây kiếm tiền mua được. Nhưng anh ấy là người thành thật, vốn Hứa Diệp không phải do anh ấy sinh ra nhưng lại đối xử rất tốt với nó. Đang nói tới tên con gái, giọng nói của Hứa Quỳnh run lên. Diệp với Diệp đồng âm, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy khổ sở. Cửu Long kéo quan đã biến đổi rất nhiều chuyện. Từng có một lần kết hôn, lần này Hứa Quỳnh lựa chọn rất kỹ. Chồng nàng là một giáo sư đại học, lại nghiên cứu khảo cổ, con người rất tốt. Dương Hiểu vừa nhìn đã biết là loại không biết đưa đẩy lõi đời, thấy trong nhà có khách, đầu tiên là cười cười lộ thiện ý, sau đó mới để Hứa Quỳnh giới thiệu chào hỏi. Cha biết không, con vừa rồi thấy một ngôi sao băng suýt nữa lao trúng nhà ta, khiến mẹ cũng sợ hãi đó. Hứa Diệp líu díu, vui vẻ như một con chim khách nhỏ. Bị chậm trễ ở Giang Lăng nhiều ngày quá, nơi đó có một ngôi mộ lớn, không biết xảy ra chuyện gì mà mọi người đi vào đều chết cả. Việc khảo cổ ngừng hẳn lại, nếu không thì cha còn về muộn nữa. Hà, thật à, thế thì nguy quá, cha nên đi nữa. Vóc người Hứa Diệp rất cao, thon thả tha thướt, rót cho hắn một ly trà, hơi sợ nói, lần sau nếu có nguy hiểm như vậy thì đừng có đi nhé. Hứa Quỳnh cũng nhíu mày, hơi lo lắng nói, không sao đâu. Không cần những con mọt sách như chúng ta mạo hiểm, đều đợi tới khi đào bới xong mới vào để nghiên cứu thôi, Dương Hiểu nói, Hồ Bắc Giang Lăng Bát Lĩnh Sơn sao? Diệp Phàm hỏi, địa phương này rất nổi danh, thời cổ rất có lai lịch, có rất nhiều người chú ý, cổ mộ trong núi dày đặc, có rất nhiều là từ thời Hán Sở. Địa thế nơi đó rất đặc biệt, do 8 dãy núi tạo thành, tung hoành ngang dọc, thế như rồng múa, hùng vĩ nguy nga, ở cổ được gọi là Long Sơn. Dương Hiểu gật đầu nói, chính là nơi đó. Lần này tìm thấy một ngôi mộ thời chiến quốc, thần bí yêu tả. Tất cả thiết bị đi vào dò xét đều vô dụng, chết rất nhiều người rồi.
chỉ là ở trước mộ có đào được một số bia đá vỡ, trên khắc một số chim chóc trùng thú. Diệp Phàm im lặng rất nhanh. Ngày nay lòng hắn như cho tàn, những thứ này rất khó có thể khiến hắn thấy hứng thú, trong lòng tiêu điều, không hề nghĩ tới nữa. Khảo cổ tuy rằng tạm thời ngưng lại nhưng một thời gian nữa lại có thể tiếp tục. Dương Hiểu nói, cha không nên đi nữa. Nguy hiểm lắm. Hứa Diệp ôm lấy cánh tay hắn. Có chuyện gì cũng phải nghĩ tới Tiểu Diệp, không nên đi loạn, chú ý bản thân. Hứa Quỳnh cũng nói, tốt, lần này tôi không đi nữa, ở lại thành phố thôi. Dương Hiểu cười giản dị, xem ra nhà này rất hòa hợp. Hứa Quỳnh có kết cục này cũng rất tốt rồi. Diệp Phàm hỏi xong chuyện của cha mẹ rồi, nhớ kỹ những chuyện này, chuẩn bị cáo từ. Anh muốn đi đâu? Ở lại đây đi. Hứa Quỳnh kinh ngạc, nhìn hắn, muốn giữ lại. Không được, tôi phải đi qua một số nơi, hôm nào khác sẽ mời cả nhà mọi người ăn cơm nhé. Diệp Phàm cơ thể khi đi còn lấy ra một số trang sức nhỏ đưa cho nàng, mỗi thứ đều sáng lấp lánh. Ôi, đẹp thế! Thứ này là gì? Giống như thủy tinh mà không phải, còn đẹp hơn cả kim cương nữa. Hứa Diệp rất hoạt bát hiếu động, nhận thay mẹ, giơ lên dưới ánh mặt trời nhìn không ngừng. Dương Hiểu lại có vẻ rung động, đứng dậy tới gần, lau lau kính nói, những thứ này ít nhất phải có 2.000 năm tuổi. Diệp Phàm nghĩ một chút, lại lấy ra một số vật nhỏ, đưa một chuỗi hạt gỗ đưa cho Dương Hiểu, bảo hắn khi đi khảo cổ phải mang trên người. Nó giống như mấy món trang sức kia, đều là kỳ trân của Bắc Đẩu, có thể kéo dài tuổi thọ, bên trong có pháp trận, có thể bảo vệ người đeo. Hứa Diệp ôm cánh tay Diệp Phàm, liên tục hô chú nhỏ thật tốt. Mà Dương Hiểu lại nói thứ này quá quý giá, không thể nhận, có thể là quốc bảo. Chỉ có Hứa Quỳnh là hiểu giá trị chân chính của những thứ này. Nàng nhìn thấy Diệp Phàm có thể xông lên tinh không, hiểu rằng những thứ này tuyệt đối không phải vật phàm, có thể là tiên vật trong mắt người phàm. Diệp Phàm nghĩ một chút lại lấy ra hai bình ngọc, đặt vào tay nàng, dùng thần thức truyền âm bảo nàng biết nếu thân thể xảy ra chuyện xấu thì mỗi lần chỉ được dùng một hạt, ngàn vạn lần không được uống nhiều. Diệp Phàm đi xa, sắp biến mất, đột nhiên quay đầu lại. Hứa Quỳnh còn đứng đó, mắt ngấn lệ, thì thào, vậy là đời này khó gặp. Mẹ à, chú nhỏ đi rồi, mẹ vào nhà đi. Hứa Diệp kêu. Dương Hiểu lấy một cái áo khoác khoác lên người nàng, nói khẽ, vào đi thôi, bên ngoài lạnh lắm. Ừ, Hứa Quỳnh gật đầu, nàng cũng biết thế nào là đủ. Mọi chuyện ngày nay đã rất như ý, chỉ cần không nghĩ ngợi thêm là nàng đã hạnh phúc lắm rồi. Diệp Phàm đi một mình trên đường, cảm thấy đờ đẫn. Cha mẹ mất đi đối với mà nói là một sự đả kích rất lớn. Hắn cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nữa, chỉ biết bước đi, không muốn dừng lại nữa. Không biết bao lâu, có lẽ là 4 ngày, có là 5 ngày, hắn dừng lại ở trước một cái ghế đá công viên, ngồi ở nơi này, thật sự không biết nên đi đường nào nữa. Ở lòng bàn tay phải có hắn có một viên xá lợi tử rất lớn. Đây là do vị cổ Phật Tây Mạc Hóa Đạo lưu lại. Hắn tiện đường đưa nó tới vùng tinh không này. Ở lòng bàn tay trái hắn xuất hiện một thạch quan. Đây là thứ mà Tề La nhắc nhở hắn là vật cấm kỵ trong tinh không, rất có thể là quan tài chôn thần linh từ thượng cổ trong thần thoại. Đột nhiên rất nhiều tia sáng tràn ngập tay hắn, hóa thành một làn mưa ánh sáng, khuếch tán ra. Đây là... Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1013, Truy Phật. Một điểm sáng vàng giống như một con bướm màu vàng bay lên, sau đó bay về phía bầu trời. Diệp Phàm ngẩn ra. Đại xá lợi từ lớn bằng nắm tay trẻ con lại nhỏ đi, trở thành một màn mưa ánh sáng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cảnh tượng tuyệt đẹp, thánh khiết mà trang nghiêm. Hóa đạo. Đầu tiên hắn nghĩ tới hai chữ này nhưng lại cảm thấy không đúng. Ở khi ở Tây Mạc thì vị cổ Phật kia đã hoàn toàn qua đời rồi. Chẳng lẽ thật sự có chuyển thế sao? Diệp Phàm lập tức kích động, cảm xúc mênh mông, nhanh chóng đứng lên. Đã nhiều ngày nay tinh thần hắn phảng phất ngây ngẩn, di chuyển không có mục đích, gần như không biết mình đang ở đâu, trong đầu luôn có hình ảnh của cha mẹ, đắm chìm trong bi ai, không thể thoát ra được. Chuyển thế, tái sinh, những từ này thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu hắn. Có thể nói xá lời tư và cổ quan phải chôn tại 9 tầng trời cũng là như thế. Phật giáo chú ý tới kiếp sau, có chuyển thế. Mà cửu trọng quan thời thần thoại cũng là để chôn thần linh, muốn bất tử.
Diệp Phàm nhiều ngày nay tinh thần hoảng hốt, theo bản năng lấy ra hai thứ này, muốn tìm cách trường sinh, muốn tìm phương pháp chuyển thế, gặp lại cha mẹ. Đây là hành động theo tiềm thức, lập tức khiến hắn bừng tỉnh. Bằng không không biết hắn còn ngây ngẩn bao lâu nữa. Cổ quan chôn tại 9 tầng trời không có biến hóa gì, vẫn cổ xưa tự nhiên như cũ, nhưng Xá Lợi Tử lại tan rã ra, giống như một quả cầu tuyết bị tan chảy. Tinh khí thần của Diệp Phàm tăng lên tới đỉnh phong, trong nháy mắt liền không nhìn không tiêu điểm nữa, mi tâm bùng lên một luồng thần diễm, không như thần linh vậy. Hắn cố gắng cảm ứng Xá Lợi Tử, xem xét biến hóa của nó. Dù nội tâm cũng không hy vọng chuyện chuyển thế phát sinh kỳ tích, nhưng hai mắt hắn lại nhìn chăm chú không chớp mắt. Xá Lợi Tử giống như hóa đạo, không ngừng tỏa sáng, trở thành từng luồng sóng gợn màu vàng lan ra ngoài, đẹp đẽ vô cùng, giống như tiên thuật hiện ra, kim quang lấp lánh thành một vùng. Oa, chú biết ma thuật sao? Có một đứa bé trai trong công viên chạy tới, chớp chớp đôi mắt, nhìn Xá Lợi Tử đang hóa thành những điểm sáng trong tay hắn. Đẹp quá, chú ơi dạy cháu với. Thần kỳ tật. Đứa bé này không sợ người lạ, năn nỉ Diệp Phàm dạy cho nó. Còn đẹp hơn pháo hoa ngày Tết, còn đẹp hơn nữa. Vài thanh niên khác nhìn thấy cũng nói, ôi chao, mi tâm người đó cũng phát sáng. Đó là lân tinh sao? Đốt có đau không nhỉ? Một thanh niên rất ngạc nhiên, tự tay sờ vào đám thần diễm trên mi tâm của Diệp Phàm. Ối giời ơi, đau chết mất. Tay hắn còn chưa đụng tới thì đã giống như bị kim đâm, vội vàng rụt lại, kêu lên, anh đúng là có nghị lực, không biết đau sao. Ai, đúng là nói dễ làm khó mà. Diệp Phàm không để ý tới bọn họ, cũng không sợ kinh thế hãi tục, nhìn chằm chằm vào ánh sáng tỏa ra từ Xá Lợi Tử, nhìn chúng không ngừng bay về phía tây. Hắn đứng dậy đuổi theo. Tốc độ của hắn nhanh tới mức nào, giống như một luồng gió bay qua, dọa chú bé đáng yêu kia ngã phịch ra đất, cũng khiến mấy thanh niên nam nữ trố mắt ra nhìn. Xá Lợi Tử phát sáng, tạo thành một luồng sáng cháy về phía mặt trời lặn, trông rất thần bí. Diệp Phàm nhanh như gió như điện, trong nháy mắt đã rời khỏi thành thị này. Những điểm sáng này giống như những con bướm màu vàng, bay cũng không nhanh, chớp động đôi cánh, giống như có sinh mệnh. Diệp Phàm đuổi theo chúng vẫn kịp, không có dao động thần thức, cũng không phải là nguyên thần, không có dấu ấn sinh mệnh. Đây là một loại năng lượng thuần khiết. Hắn hơi nhíu mày. Diệp Phàm rất chăm chú, tỏa thần niệm ra, thi triển đạo hạnh, quan sát từng chút biến đổi của mấy điểm sáng này, muốn hiểu được căn nguyên của chúng, rốt cục cũng biết được điều này. Nhưng hắn thất vọng rồi. Loại hiện tượng này không có quan hệ với chuyển thế, cũng không có dấu ấn sinh mạng, chỉ là một loại năng lượng tinh thuần, không có gì khác. Thảo nào ngay cả cổ Phật cũng nói là nếu tin thì sẽ là có, không tin là không. Tu vi đạt tới mức như hắn rồi khẳng định biết rằng người chết đi thì chẳng còn gì nữa. Thứ duy nhất Diệp Phàm không lý giải được là tại sao lão Tăng khi hóa đạo lại bảo hắn mang Xá Lợi Tử tới địa cầu. Bởi vì hắn thấy một số điểm sáng đã ảm đạm đi, hoặc tiêu tán, hoặc chìm sâu vào trong núi đá cây cỏ, thậm chí một số người còn may mắn hấp thu được. Có lẽ hắn trước khi hóa đạo biết rõ còn có lần hóa đạo thứ hai. Diệp Phàm cảm thấy thất vọng nhưng vẫn muốn đuổi theo, xem kết quả cuối cùng là sao. Tốc độ di chuyển của những điểm sáng này đối với hắn cũng không phải rất nhanh, mấy ngày sau mới tới phía tây. Vùng đất phía trước rất cao so với mực nước biển, vòm trời giống như được nước rửa sạch, xanh biếc một màu, trong suốt như ngọc bích. Ngẫu nhiên có một làn mây trắng bay qua, khiến bầu trời không chút tì vết, như giơ tay là có thể chạm tới vậy. Vào thời nhà cao tầng san sát này lại có một vùng đất tự nhiên trong lành thế này, có vẻ như chưa có người đặt chân tới. Nhưng khi tới nơi này thì Diệp Phàm thấy Xá Lợi Tử cũng đã hao hết. Điểm sáng cuối cùng bay ra, Xá Lợi Tử hoàn toàn biến mất. Diệp Phàm nhìn chăm chú vào màn sáng cuối cùng này, thấy chúng không bay đi nữa mà rơi chìm vào núi đá, chìm vào cỏ cây, hóa thành hư vô. Hắn thở dài một tiếng, mặc dù biết rõ là không có chuyển thế nhưng vẫn không tránh khỏi khổ sở và thất vọng. Lúc này một tia hy vọng nhỏ nhoi của hắn đã biến mất. Thánh nhân Tây Mạc Viễn Cổ hoàn toàn biến mất. Phật cũng chỉ như vậy thôi, đừng nói tới người phàm, cuối cùng không thể lưu lại dấu ấn gì trên đời. Diệp Phàm biết căn bản không có khả năng gặp lại cha mẹ, vĩnh viễn chia lìa rồi. Càng nghĩ tới đây hắn càng cảm thấy đau buồn tới tổn thương thần khí, không thể kiềm chế được. Hắn đứng đó không nhúc nhích, gần như hóa đá. Giờ phải đi con đường nào? Trong lòng hắn loạn quá, cảm thấy không có hướng nào có ý nghĩa. Cũng không biết đứng bao lâu, Diệp Phàm bỗng dưng ngẩng đầu.
hắn cảm nhận được một tia dao động mỏng manh truyền tới từ sâu trong khu núi kia. Có một loại khí tức thần bí được tỏa ra. Đây là... Ánh mắt hắn sáng lên, quan sát đại địa. Loại cảm giác này khó có thể quên được, đã từng cảm nhận qua ở Tây Mạc. Dao động thần bí này gần giống như dao động ở Tu Di Sơn. Diệp Phàm hóa thành một luồng sáng phóng rất nhanh về phía trước. Hắn tiến vào trong khu cao nguyên không người kia, trong nháy mắt liền cảm nhận được dao động mênh mông tràn ra nhưng vỡ đê, tỏa khắp bốn phương tám hướng. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, khu vực không người này rất thần bí, không hề kém so với dao động hắn trải qua ở Tây Mạc năm xưa là bao. Suýt nữa hắn đã tưởng lầm một lại trở về Tu Di Sơn. Nhưng dao động thần bí này qua đi rất nhanh, lập tức ngừng lại, sau đó biến mất sạch, không thể cảm ứng được. Thế là sao? Diệp Phàm tỏa ra thần thức cường đại, đảo khắp núi rừng đất đai nhưng vẫn không cảm thấy gì. Đây là một loại thể nghiệm rất kỳ quái. Khu vực này rất thần bí, không thể giải thích nổi. Diệp Phàm đuổi tới đây là không. Thấy gì? Trong lòng vô cùng kinh ngạc. Khu vực này quả nhiên có nhiều bí ẩn. Thích Ca Mâu Ni sinh ra ở nơi này, khiến nơi đây trở thành một chốn thiên đường, chẳng lẽ có gì còn ẩn giấu sao? Diệp Phàm đứng trên một ngọn núi khí thế mênh mông, nhìn khắp cổ địa thần bí bát ngát. Hắn quyết định đi tới không chỉ vùng đất sinh ra Phật giáo mà còn tới cả Côn Lôn cổ đại thần bí nhất Trung Quốc. Hắn đi qua rất nhiều địa phương, một mình đi qua rất nhiều vùng đất không người, cuối cùng đi tới vùng bình nguyên Tháp Lý Mộc ở Tây Tạng cách dãy núi Côn Lôn một đoạn. Côn Lôn là vùng núi của Vạn Tổ, là thần sơn đệ nhất Trung Quốc. Tây Vương Mẫu, Cổ Tiên đều xuất phát từ đây. Trong thời cổ đại Trung Quốc nó có địa vị rất cao, không gì bằng được. Nhưng Diệp Phàm đi vòng quanh một hồi lại cảm thấy bình thản vô cùng, chẳng có gì đặc biệt. Hắn không xâm nhập Tân Cương, cũng không đo tới Thanh Hải mà nhớ tới một tàng khu. Bởi vì hắn không phải muốn tìm bí ẩn của Côn Lôn mà muốn truy tìm Phật thôi, thật sự không có tâm tư khác, trong lòng ảm đạm, làm sao còn nghĩ tới chuyện khác được. Diệp Phàm đi tới Tát Lạp, dù không nhiều hy vọng nhưng cũng muốn thử xác định. Dao động không lâu trước đó khiến hắn khó có thể từ bỏ. Hắn tiến vào bên trong Bố Đạt Lạp Cung, cung Potala ở Tây Tạng. Đây là cung điện cao nhất so với mực nước biển của thế giới, là trung tâm của thánh thành Lhasa, Tây Tạng, Trung Quốc. Nó xây dựng dựa vào núi cao, khí thế hùng vĩ, từ xưa tới nay đều là thánh địa Phật giáo của Tây Tạng, có địa vị không tầm thường. Diệp Phàm ra vào rất nhiều nơi, đều là những cấm địa không cho người ngoài vào. Nhưng hắn đều thất vọng, chưa cảm ứng được loại khí tức kia. Sau đó hắn tiến vào Đại Chiêu Tự cùng Tiểu Chiêu Tự. Trong hai tòa thánh miếu này hắn cũng vẫn không có thu hoạch gì, chỉ có một tia niệm lực tinh thuần nhưng không có khả năng so sánh với dao động trước kia. Các loại dao động khiến người ta kính sợ, thật sự có thể sánh với Tu Di Sơn, mênh mông mãnh liệt như hải dương kia. Sau đó không lâu hắn tiến vào Sắc Kết Tự, Gia Ba Tự, Chát Tăng Tự, Tăng Gia Tự, đều là những cổ tức thánh miếu nổi danh nhất nhưng vẫn không có thu hoạch như cũ. Diệp Phàm dù thấy cũng có người lễ Phật, tin tưởng chân thành, không phải loại người chỉ đốt hương bái Phật cầu bình an nhưng đáng tiếc hắn lại không thấy người tu hành. Có lẽ có những cổ miếu không muốn người biết tới nhưng hắn lại không tìm ra được. Diệp Phàm đi qua một khu vực rộng lớn không người, đột nhiên lộ vẻ khác lạ. Bởi vì hắn ngẫu nhiên nhìn thấy một số dân cư thành kính. Bọn họ đều kích động, nói rằng Phật sắp giáng trần. Hắn cảm thấy rất khó hiểu, còn tới hỏi thăm. Có người nói cực nhạc Phật thổ mở ra, hắn cảm ứng được Phật lực. Cũng có người nói trên đời có Phật sống lại. Có người lại nói Phật môn mở ra, hiển pháp thế gian. Diệp Phàm lắc đầu, xoay người rời đi. Ngày nay tuy rằng hắn vẫn rất đau buồn, trong lòng ảm đạm nhưng đã có chút quan tâm tới thế giới, biết rằng có một số việc phải làm. Hắn đi qua một số khu vực lớn không người, gặp một số cổ miếu rách nát, đã trở thành phế tích từ lâu, không ngờ ở địa phương này lại cảm nhận được dao động rất mạnh. Có điểm không đúng, Diệp Phàm bỗng nhiên cảm thấy khi hắn bi thương như phàm nhân thì không phát hiện ra nhưng hơi thanh tỉnh lại cảm ứng được. Vùng đất này không bình thường, có thể khiến hắn hít thở không thông, chuyên nhằm vào tu sĩ. Hắn không khỏi nhìn lên trời cao, lẩm bẩm là Linh Sơn. Ngày sau vẫn phải tới Côn Lôn một lần. Nhưng tưởng tượng tới hoàn cảnh tu luyện, ngay cả cha mẹ cũng không bảo vệ được thì hắn liền nản lòng thoái chí. Có là bí thổ thì đã sao? Tiên lộ gập ghềnh, bất kể là trảm đạo hay chứng đạo đều phải bỏ qua nhiều lắm. Cuối cùng cả thân nhân cũng không bảo vệ được, kết quả tất cả đều có vẻ vô tình vô nghĩa. Diệp Phàm đi tới, sắp rời khỏi tàng khu. Khi đi,
ngang qua một ngọn núi đá liền gặp phế tích của một tòa cổ miếu, bỗng nhiên cảm thấy có người nhìn trộm hắn. Hắn xoay người đi tới ổ tự, nhìn chằm chằm vào một tượng Phật bằng đá, từng bước tới gần. Hắn cảm thấy khó tin. Ở thời đại mạt pháp này không ngờ lại thấy được sinh vật có đạo hạnh vù từ sau lưng tượng Phật vọt ra một đạo tử quang, chìm sâu vào trong đá núi. Diệp Phàm ngẩng đầu, từng bước tiến tới núi đá cao hơn trăm thước, nhìn chằm chằm vào một thạch hang có cửa chỉ lớn bằng bàn tay. Nơi đó có một tượng Phật bằng đá nhỏ như nắm tay, chắn nửa cửa động. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1014, đệ nhị đệ tử. Thạch động rất khô ráo, cũng rất êm ái, thường có động vật ra vào. Tượng Phật nhỏ bằng đá đổ ở trước cửa động có thể chắn hết mưa gió, nhanh như chớp. Có thể thấy trong động có một đôi mắt sáng ngời, hơi sợ hãi, lại cũng hơi tò mò đang chuyển động. Đâu là một sinh linh nhỏ, ở thời đại mạt pháp này có thể có được đạo hạnh bất phàm đúng là nằm ngoài dự đoán của Diệp Phàm, không thể không nói là một kỳ tích. Xuất hiện đi, ta không thương tổn tới ngươi đâu. Diệp Phàm phát ra một luồng thần thức. Sinh linh thạch động có đạo hạnh bất phàm tất nhiên đã thông linh, hiểu được thần thức này nhưng vẫn hơi sợ hãi. Bởi nó cảm nhận được sự cường đại của người này, có thể bay lơ lửng trên bầu trời. Đây là điều nó không làm được. Cuối cùng nó vẫn thò đầu ra, gần như lấy lòng, chớp chớp đôi mắt to, vươn đôi móng vuốt nhỏ ra vái vái, cẩn thận đứng ở cửa động. Tiểu sinh linh này là chủng tộc nào? Diệp Phàm kinh ngạc, chưa nhận ra được nó. Nó dài một thước, đuôi to mà xõa tung ra có khi phải tới hai thước. Toàn thân nó lóe lên tử quang, giống như tơ lụa vậy, lông dài mềm mại màu tím, khiến người ta không kìm nổi mà muốn sờ một cái, trông rất ngây thơ, khẳng định là nữ tử. Nào thấy cũng muốn giữ làm vật nuôi, là một con chồn tía sao. Diệp Phàm kinh nghi lắc đầu, cảm thấy không giống. Thứ này đáng yêu hơn chồn tía nhiều, một con sóc. Cuối cùng hắn xác nhận, cảm thấy phi thường kinh ngạc. Một con sóc có thể lớn tới mức này, đúng là hiếm thấy, toàn thân giống như tử thủy tinh, vô cùng tinh xảo. Cặp mắt nó giống như hai viên hắc bảo thạch, hơn nữa còn rất lớn, vô cùng đáng thương, trong sáng lấp lánh. Đúng là ngoại tộc, ngươi tu hành thế nào vậy? Diệp Phàm ngồi trên tảng đá, thuận tay cầm khối tượng Phật bằng đá kia lên, cảm thấy nó nặng bất thường. Hắn rất kinh ngạc. Tượng Phật nhỏ này nhìn thì như bằng đá, chỉ cao bằng bàn tay nhưng lại nặng cả ngàn cân, khiến người ta căn bản không thể cầm lên. Đúng là hắn đã nhìn nhầm rồi. Đây là một bảo bối thì mới có thể nặng như vậy được. Con sóc thần dị đứng trên mặt đất, nhìn tượng Phật bằng đá hơi luyến tiếc, giống như mất đi bảo bối quý giá nhưng cũng không dám phản kháng, cúi đầu nhìn móng vuốt nhỏ. Đã bao ngày rồi Diệp Phàm mới nở nụ cười, nói, chẳng lẽ ta còn đoạt bảo bối của ngươi làm gì? Tiểu tử này nghe vậy lập tức lên tinh thần, đôi mắt mở to chớp chớp lấy lòng, dùng hai vuốt nhỏ vái vái, giống như là cảm tạ vậy. Sóc trên địa cầu gần như không có màu tím, trừ phi là trường hợp biến dị cực kỳ cá biệt, nhưng cũng chỉ có chút màu nhạt. Mà con sóc này lại tím sẫm, từng sợi lông đều lóe lên tử quang. Nó đặc biệt như vậy, phỏng chừng mang ra ngoài bán làm thú cưng có thể rất thu hút ánh mắt mọi người. Rốt cục ngươi bao nhiêu đạo hạnh, thể hiện ra cho ta nhìn một cái xem. Diệp Phàm ngồi trên tảng đá nói. Đôi mắt trong suốt của con sóc mở to, giống như một đứa nhỏ khoe đồ chơi, ra sức biểu diễn, đợi hắn khen ngợi. Vút! Nó hóa thành một luồng tử quang, vọt tới trời cao, chừng hơn trăm thế gia thái cổ rồi lúc la lúc lắc đi trên bầu trời mười mấy bước, sau đó liền không cố được nữa, rơi xuống rất nhanh. Bi cảnh. Thứ nhất của nhân thể, Luân Hải có bốn tiểu cảnh giới là Khổ Hải, Mệnh Tuyền, Thần Kiều, Bi Ngạn. Chỉ cần tu tới Mệnh Tuyền là có thể ngự không phi hành rồi. Nếu đối chiếu một chút thì yêu tốc tuy có khác biệt nhưng cũng tương tự chẳng kém là bao. Con sóc lắc lắc di chuyển, hiển nhiên là mới nhập môn, nếu so với thánh nhân cái thế của yêu tộc thì đúng là một trên trời một dưới đất. Nhưng ở trên địa cầu có thể làm thế này đã là không tồi rồi. Không thể cảm ứng được đại đạo, có thể tu luyện tới mức nào đã có thể xưng là ngoại tộc kinh thế. Diệp Phàm khi nhìn kỹ còn thấy nó thần dị hơn hẳn hắn nghĩ, đã không chỉ ở cảnh giới Mệnh Tuyền mà đã đột phá Luân Hải. Tiến vào bi cảnh thứ hai là đạo cung rồi, đương nhiên đó chỉ là theo phân loại hệ thống của nhân loại mà thôi. Địa cầu thật sự đáng sợ. Tu sĩ đạo cung cũng bị áp chế không thể phi hành lâu, chỉ có thể lao lên trăm thước đã không đi nổi nữa,
đồng thời hắn cũng không thể không kinh ngạc. Con sóc như thủy tinh này đúng là bất phàm, tại nơi không thể được đại đạo mà lại có thể trưởng thành một tiểu yêu nghịch thiên như vậy. Diệp Phàm lại cảm ứng thiên địa tinh khí, thấy trong phạm vi rất lớn mà chỉ có thể thấy vài tia rất loãng. Tu hành dưới hoàn cảnh này mà lại đạt được mức này, nó là con của yêu đế chắc. Hắn lập tức lộ vẻ quái dị, muốn nhìn kỹ con sóc này. Nó liền tỏ vẻ sợ hãi, đôi móng vuốt nâng tượng Phật bằng đá lên, vẻ mặt vô cùng đáng thương, tỏ vẻ lấy lòng. Ta không muốn lấy đồ của ngươi, chỉ muốn biết ngươi tu luyện thế nào. Con sóc màu tím xõa tung cái đuôi to ra, buông tượng Phật xuống chỉ vào đầu tượng Phật, rồi sau đó lại chỉ lên bầu trời. Điều này khiến Diệp Phàm khó hiểu. Hắn nhìn tượng Phật này, ngoài việc rất nặng ra thì cũng không có gì khác lạ. Không bao lâu sau, sắc trời ảm đạm đi, bầu trời đầy sao hiện ra. Mặt trăng xuất hiện, lúc này tượng Phật mới xuất hiện vẻ dị. Thường, phía sau đầu hiện lên một vòng Phật quang do ánh trăng ngưng tụ thành. Thì ra là thế, ngươi dựa vào nó tu luyện. Diệp Phàm gật đầu. Con sóc nhỏ màu tím thổ nạp ánh trăng, dùng vầng sáng sau đầu tượng Phật bằng đá chuyển hóa, tinh khí tràn ngập đạo ngân thần bí, bởi vậy mới có thể ngộ đạo. Ánh trăng vốn rất tán nhưng sau khi được tượng Phật dẫn dắt liền có vô số điểm sáng được hút lại. Đây đúng là một kiện bảo bối kỳ dị, ta lại không thể nhìn thấu nó. Luyện khí sĩ tuy rằng đều đã rút khỏi địa cầu nhưng vẫn còn để lại một số điều thần bí. Qua nửa đêm, con sóc kéo kéo áo Diệp Phàm, sợ hãi mời hắn đi theo, dường như muốn làm gì đó. Diệp Phàm kinh ngạc, theo nó xuống nói, đi vào trước cổ tự. Nơi này xây dựa vào núi, ở nền có một cái khe rất lớn, thông xuống lòng đất. Con sóc phút một cái liền nhảy xuống. Diệp Phàm cũng tiến vào theo, chuyển hướng mấy lần, đi mấy chục thước, lập tức kinh hãi nhảy dựng lên. Hắn gặp một cái đầu rồng khổng lồ, giống rồng thật như đúc. Điều này khiến hắn vô cùng giật mình. Tại sao lại xuất hiện thứ này? Mặc dù là ở bắc đầu cổ tinh vực cũng phải có tổ mạch dài trăm mới sinh ra được thứ này. Mà địa cầu lại không có quốc gia nào có lãnh thổ lớn như vậy. Đây là tổ căn dưới mặt đất, hóa thành hình rồng, hiện ra một cái đầu rồng, tuy nhiên đã chết héo, biểu hiện rằng địa mạch nơi này đã mất đi linh tính. Địa cầu thời kỳ mạt pháp, chuyện không có linh tính là rất bình thường, không nên có một con rồng đá sống như vậy mới đúng. Tại thời đại này tuyệt đối khó có thể sinh ra được thứ này, hiếm thấy trên đời. Diệp Phàm dùng thần thức cường đại thăm dò, thấy con thạch long chết héo này chỉ thuộc khu vực này, cũng không kéo dài hơn. Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ thời thượng cổ địa cầu mênh mông hơn hiện tại nhiều sao? Ở trước miệng chân long có một cái hũ sành nhỏ rách nát, bên trong có chút chất lỏng tỏa ra mùi hương thơm ngát, thấm vào gan, ruột. Con sóc màu tím chạy tới, cẩn thận đưa lên cho Diệp Phàm uống, tuy nhiên cũng nuốt nước bọt một cái. Hiển nhiên là nó cũng rất thèm món này. Diệp Phàm cầm lấy hũ sành nhỏ, sắc mặt thay đổi. Đây là linh nhũ của đại địa, ngày nay xuất hiện trên địa cầu là chuyện vô cùng khó khăn, tuy nhiên đối với hắn lại vô dụng. Đây là thứ được tích ra từ miệng rồng, chắc phải nửa tháng mới được non nửa bát. Hắn than khẽ một tiếng, nói, đại long này chết hắn rồi. Đây là những giọt nước bọt rồng cuối cùng đó. Diệp Phàm trả hũ sành lại cho nó. Con sóc cảm thấy hơi mê hoặc, sau đó chớp đôi mắt to như bảo thạch, vẫn tha thiết mời hắn uống. Trong lúc này nó lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, hiển nhiên là thứ này đối với nó rất quý báu. Ta không cần. Diệp Phàm dùng thần niệm trao đổi với nó, hỏi nó có ngoại tộc khác cùng tu luyện không. Bởi vì hắn cảm thấy nó rất ngây thơ, cũng không muốn dùng thần thức xâm nhập vào hồn nó. Con sóc màu tím này không nói được nhưng thần thức lại biểu đạt khá rõ ràng. Nó chưa rời khu vực này, chưa bao giờ thấy sinh vật nào có đạo hạnh nữa. Đồng thời Diệp Phàm cũng hiểu lai lịch của nó. Ở cách đó không xa có một khối hài cốt nhỏ, cũng là của một con sóc, nói chung là của mẫu thân nó. Một vài hình ảnh xuất hiện trong óc Diệp Phàm, một con hung cầm đáp xuống. Một con sóc liều mạng bảo vệ con chạy trốn, kết quả vẫn bị thương nặng, cuối cùng rơi vào khẽ nứt mà tới nơi này. Không lâu sau thì con sóc bị thương chết đi, con sóc còn bị loạn, liếm địa nhũ ở dưới đầu rồng mà sống được. Diệp Phàm thở dài một tiếng, con sóc này không phải nhân loại, chỉ là một sinh linh nhỏ còn khiến hắn cảm thán như vậy. Bởi vì hắn vừa mất đi cha mẹ, nhưng con sóc này chọn mẹ ở trong thạch động lại vẫn vô tâm không biết yêu thương, vô cùng ngây thơ. Diệp Phàm lấy ra một khối thần nguyên, lập tức tinh khí tràn ra bốn phía, chiếu sáng thạch động, con sóc màu tím bị dọa sợ.
buông hũ sành xuống, lui lại phía sau. Đừng sợ, cho ngươi đó, Diệp Phàm nói. Đây là thời kỳ thiếu thốn linh khí, một khối thần nguyên có thể nói là vô giá đối với tu sĩ cấp thấp. Con sóc màu tím bình tĩnh lại, phát hiện ra đó là kỳ bão, lập tức ôm vào ngực, ngây thơ lăn qua lăn lại vui sướng dưới đầu rồng. Ngươi có muốn cùng ta rời khỏi nơi này không? Diệp Phàm thấy tiểu sinh linh có chút đạo hành này, tạm thời khiến hắn quên đi bi thương nên muốn mang nó rời đi. Con sóc màu tím như thủy tinh này ngẩn ra. Nó chưa từng muốn rời khỏi nơi này, tràn ngập quyến luyến với nơi đây, nhìn trăng sáng, nhìn cổ miếu rách nát kia. Nó không biết phải làm thế nào. Quên đi, cuộc đời phải tự do tự tại. Ngươi cũng thế, cứ ở đây tu luyện cho tốt đi. Diệp Phàm đứng dậy, xoay người muốn rời đi. Vù, một đạo tuệ quang xoẹt qua đầu nó. Con sóc màu tím kia đuổi theo nắm ống quần Diệp Phàm, ngửa đầu trông rất tội nghiệp. Tuy nó không nỡ nhưng vẫn quyết định rời đi, Diệp Phàm thu hồi tượng Phật bằng đá giúp nó, bước lên ánh trắng, giống như tiên giáng tràn, ngang trời rời đi, ra khỏi nơi này. Về sau ngươi là đệ nhị đệ tử của ta. Con sóc màu tím có cảm giác lẫn lộn nhưng vẫn rất ngây thơ nở nụ cười. Chỉ trong khoảnh khắc, Diệp Phàm thấy cả người nó tỏa ra một luồng ánh sáng đầy thần tính, không khỏi lẩm bẩm, yếu đế. Nói xong câu này hắn cũng kinh hãi. Tượng Phật đá trong tay hắn chấn động một vài cái. Vầng sáng thần thánh phía sau đầu nó trong chớp mắt vừa rồi hóa thành một mặt kính bằng đá. Nhìn kỹ lại thì lại không thấy nữa. Con sóc màu tím vẫn đáng yêu như vậy. Tượng Phật bằng đá cũng cổ kính như xưa. Diệp Phàm trầm mặc một lúc lâu. Trên đường Diệp Phàm đã thử mọi cách, rốt cục cũng đưa thần thức được vào bên trong tượng Phật, không thấy gì khác ngoài mấy chữ cổ giống như Phạn Văn Cổ, lại như mấy Phật đà ngồi xếp bằng. Hắn không rõ ý nghĩa, chuẩn bị thăm dò một phen. Diệp Phàm nhớ tới thành phố. Trong lòng đau buồn nhưng cũng biết chuyến đi này thu được nhiều lắm, gắng nén đau thương lại. Bởi vì lúc này hắn còn một số chuyện phải làm. Lúc trước khi trở về hắn đã từng thương lượng với bàng bác, muốn tới nhà của tất cả mọi người mất ở Bắc Đầu Cổ Tinh Vực, thay mặt những người đó chăm sóc gia đình bọn họ. Bàng bác, ta tất nhiên sẽ tới nhà ngươi trước. Từ xưa tới nay chúng ta vẫn là bạn tốt vào sinh ra tử. Trước khi đi lên ngũ sắc tế đàn, bàng bác đột nhiên rời đi, sau đó Lý Tiểu Mạn còn nói hắn là kẻ đại ác. Không như Diệp Phàm nghĩ nhưng dù trên người bàng bác có chút quái dị thì Diệp Phàm vẫn biết tình cảm vào sinh ra tử kia không phải là giả. Sau khi trở lại thành phố, trước tiên Diệp Phàm mời gia đình Hứa Quỳnh ăn một bữa cơm. Ở thế gian này hắn cũng muốn hiển lộ nhiều thần thông lắm, miễn cho quá mức kinh thế hãi tục. Hắn vẫn luôn cảm thấy địa cầu quá thần bí, sợ rằng vẫn có người nhìn thấy mọi việc trên thế gian. Hắn được Hứa Quỳnh hỗ trợ, rất nhanh tìm được người nhà của các bạn học. Mà trong quá trình này hắn cũng giao mấy chữ cổ trong bức tượng kia cho Dương Hiểu, nhờ hắn tìm người hỗ trợ dịch lại. Sau đó không lâu, Dương Hiểu thực sự tìm được người dịch ra, cho hắn kết quả khiến Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1015, lai lịch vượt quá tưởng tượng. Cái này không phải Phạn Văn có ý nghĩa bình thường, cực kỳ xa xưa, hẳn là ký hiệu cổ bắt nguồn của loại chữ này, không thể tra cứu, là hình thái ban đầu của Phạn Văn. Bởi vậy rất khó dịch chính xác, Dương Hiểu đặc biệt nhờ một vị chuyên gia Phạn Văn ở Ấn Độ phân tích, miễn cưỡng dịch ra một chút. Đây là hình mẫu của Phạn Văn, nhưng chính vì vậy mà sinh ra nhiều ý, bởi vì khác biệt quá lớn với Phạn Văn đời sau, mấy chữ bao hàm đa nghĩa, khiến người ta vô cùng đau đầu. Giác hành viên, mãn, là một câu văn dịch. Trí tuệ môn, là ý nghĩa thứ hai có thể tồn tại. Thánh vật có thể mở ra đại hạo thiên địa, đây là cách dịch thứ ba, kỳ lạ nhất, khiến người ta khó hiểu. Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần, không thể không cả kinh. Cái tượng Phật đá nhỏ bé này dường như có lai lịch rất lớn, hơn nữa vượt quá sức tưởng tượng. Ý nghĩa thứ nhất giác hành viên mãn, rõ ràng nói tới Phật. Tự giác, tha giác hành viên mãn, đó là tam cảnh. Phàm nhân, tam cảnh giai không. Bồ Tát, đến cảnh thứ hai, tự ta giác tỉnh, giáo hóa chúng sinh. Chỉ có Phật đạt đến viên mãn, đoạn tuyệt với cát bụi trần thế. Ý thứ hai trí tuệ môn, đây là cách nói không rõ ràng, còn hàng văn dịch chú thích. Rõ ràng là mở ra một cánh cửa, mở ảo thông hướng linh sơn. Chú giải này còn làm người ta giật mình hơn cả nguyên văn, Diệp Phàm rung động, hắn đi ra Tây Tạng,
trong nháy mắt cảm nhận được dao động hùng hồn không kèm gì Tu Di Sơn. Từ Bà Sa thế giới đi Linh Sơn, đây là chú thích làm người ta kinh hồn bạt vái, quá huyền bí, pho tượng Phật nhỏ này chẳng lẽ thật sự dẫn đến một chỗ mật địa, làm người ta suy nghĩ sâu xa. Ý thứ ba thánh vật mở ra đại đạo thiên địa, cách nói này sâu xa, chỉ là một loại phiên dịch mơ hồ, ngay cả bản thân người dịch cũng đắn đo không chắc chắn, cũng không phân tích sâu. Diệp Phàm kinh nghi không thôi, thật không ngờ pho tượng Phật đá này thần bí như vậy, vì sao lúc đó rơi ở khu không người, giống như bị vứt bỏ. Thần sắc Dương Hiểu quái dị, phạn văn thông thường cũng thôi, ký hiệu cổ này ở Ấn Độ cũng khó gặp. Chỉ có khắc trên một hai món đồ vật cấp quốc bảo, hỏi hắn lấy ở đâu, còn thiện ý nhắc nhở thêm là quốc gia theo dõi di vật văn hóa rất nghiêm khắc. Diệp Phàm bất đắc dĩ, tặng ra mấy món lễ vật nhỏ, Dương Hiển phán đoán có lịch sử 2000 năm trở lên, xem ra coi hắn thành người mua bán cổ vật. Hứa Quỳnh đưa cho Diệp Phàm một bộ di động, giúp hắn ghi số điện thoại. Đã xa nhiều năm, giờ cầm lại loại công cụ thông tin này, Diệp Phàm thất thần, có chút không thích ứng. Cuộc sống trần thế tự nhiên không thoát khỏi tiền, mặc kệ làm gì cũng cần, trên người hắn có những thứ kinh người, tùy tiện ném ra một cái cũng khiến người ta tranh nhau mua. Không còn cách nào, hắn lấy ra một cái bình ngọc trắng, xóa đi đạo ngân cùng thần tính trên đó, bóp nát thành chục khối giao cho Hứa Quỳnh, nhờ nàng dùng quan hệ giúp bán đấu giá. Tuy rằng, Hứa Quỳnh sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy được bảo ngọc thông linh hoàn mỹ bị hủy diệt như vậy, vẫn phải giật mình một trận. Khi nàng đi ủy thác bán đấu giá, trong quá trình xem xét, lão sư phụ kia còn dậm chân đấm ngực đau lòng không thôi. Mắng to đúng là nghiệp chướng, một món chí bảo như vậy mà lại đi đập nát, đúng là tổn thất đại nạnh của ngọc khí, đúng là phạm tội mà. Hứa Quỳnh chết lặng, nàng từng nhìn thấy Diệp Phàm đốt một đống bảo bối càng thần bí hơn ở ngôi mộ. Còn những món phụ tùng như mộng ảo mang trên người nàng lại càng kỳ dị hơn, thân thể xương cốt mỗi ngày như được rửa tội một lần. Diệp Phàm thu hồi bi thương, đi làm những việc phải làm, thăm hỏi người nhà bạn học ngày xưa, nếu cần hỗ trợ, hắn nhất định ra tay. Có một nửa bạn học từ 20 năm trước hoặc là chôn thân ở cổ tinh, hoặc là lạc mất ở bắc đầu tinh vực, nhiều năm qua chỉ có một mình hắn còn sống. Đáng thương lòng cha mẹ thiên hạ, người tóc bạc tiễn người tóc xanh, đau thương cỡ nào. Dù đã nhiều năm, nhưng có gia đình vẫn không thoát khỏi ám ảnh. Ở năm đó, phần lớn gia đình đều là con một, mất đi đứa nhỏ chẳng khác nào mất tất cả. Diệp Phàm khẽ tha một tiếng, bi kịch không chỉ trình diễn ở một nhà của hắn, hắn tìm 11 nhà, đều biết những người lớn đều đã sớm qua đời. Hơn 20 năm, phần lớn các cụ đều 70-80 tuổi, y học thời đại này có tiến bộ không nhỏ, như vậy cũng không tính là trường thọ, nhưng không trị được. Tâm bệnh, lúc ở bắt đầu, Diệp Phàm là tử địch với Lưu Văn Chí, nhưng cũng quan tâm tới người nhà hắn. Sau đó hắn cũng đi tới nhà Lưu Văn Chí, Vương Diễm, Lý Trường Thanh, nếu cần chiếu cố, hắn sẽ không đứng nhìn. Điều kiện cuộc sống vật chất của phần lớn những gia đình đều coi như cũng được, chỉ có một số ít mấy nhà có chút khó khăn, chân chính làm rối loạn bọn họ là vết thương trong lòng, nhất là tuổi già. Diệp Phàm cũng không giúp được, hắn không cách nào làm sống lại những người đó, càng không cách nào đưa một số ít người còn sống trở về. Hắn chỉ có thể âm thầm dùng linh dược để vào ăn uống của bọn họ, cường tráng gân cốt, tẩy rửa thân thể kéo dài tuổi thọ, sau này nghĩ biện pháp thay đổi điều kiện cuộc sống của bọn họ. Nhưng mà hắn không biết làm vậy có đúng hay không, dù cho tuổi thọ kéo dài, nhưng trong lòng không vui vẻ, rốt cuộc là tốt hay xấu. Còn mấy người nữa? Diệp Phàm lẩm bẩm, sau đó khẽ than. Ngũ sắc tế đàn ở sâu trong tổ miếu thần triều Vũ Hóa, vô tận tu sĩ tràn vào tranh giành lục đỉnh, tiên kinh. Cực kỳ nguy hiểm, lúc đó ngay cả hắn cũng không có lòng tin, cũng chỉ có cố gắng tranh thủ. Lúc đó hắn cùng Bàng Bác không dẫn theo Trương Văn Xương cùng Liễu Y Y, muốn xác định có nguy hiểm hay không mới quyết định, tránh cho hai người cùng bị nguy hiểm. Trên thực tế cũng đúng, bọn họ tìm được tọa độ địa cầu trong tổ miếu, giao cho mấy người Hắc Hoàng, đến lúc đó có thể chuyển giao cho Liễu Y Y cùng Trương Văn Xương, vượt qua không gian địa cầu. Có lẽ nhiều năm sau, sẽ còn có người. Nhưng mà Diệp Phàm không biết, sau khi hắn rời đi, thần trận tế đàn duy nhất đi thông đến đây đã bị hủy diệt. Không có tòa truyền tống trận đó, muốn dựa vào lực lượng của bản thân tiến vào cấm địa thái cổ đi lên ngũ sắc tế đàn, khó có khả năng, vượt qua không gian đã thành truyền thuyết. Vì sao Bàng Bác đột nhiên rời đi, đến nay vẫn là một bí ẩn đối với Diệp Phàm, hắn vẫn mãi không hiểu được. Nhưng hắn nhất định không thể đảo ngược nguyên nhân. Có phân nửa người nhà bạn học đã tìm ra,
hắn làm mọi chuyện có thể làm, thậm chí không tiếc kinh thế hãi tục, chữa khỏi người bị bệnh nguy kịch, nghịch chuyển sống lại. Khi Diệp Phàm tìm người nhà Trương Văn Xương, hắn trăm mối ngổn ngang. Còn nhớ ở tinh không khác, Trương Văn Xương đau buồn, hai mươi mấy tuổi, bộ mặt như lão già 60-70, tư chất không tốt, thường bị đồng môn khi dễ, bị gọi là lão gì nửa phế. Cuối cùng, còn bị chèn ép đi ra mở một quán rượu nhỏ kiếp sống, cả ngày ngây ngốc như không có linh hồn, bị người ta nhục nhã cũng yên lặng chịu đựng. Năm đó, Diệp Phàm giận dữ chém giết không ít người, cuối cùng dẫn lên Thái Huyền Chuyết Phong, cuối cùng thay đổi vận mệnh. Nhưng mà Trương Văn Xương vẫn không cảm thấy vui vẻ, trong lòng u buồn, vẫn luôn tưởng nhớ cha mẹ, còn nhớ có lần uống rượu, hắn nằm trên bàn khóc giống. Lúc ta đi, vợ của ta đang mang thai, con của chúng ta sắp sinh ra, lúc nàng cần ta nhất mà ta lại biến mất, đi tới chỗ này. Lời đau thương còn vang bên tai, Diệp Phàm dùng sức lắc lắc đầu. Hơn 20 năm, Diệp Phàm gặp được con của Trương Văn Xương, hai người rất giống nhau, khiến Diệp Phàm thất thần. Nếu Trương Văn Xương có ở đây thì tốt, ngày đêm mong nhớ đứa nhỏ đã sinh ra. Thiên tính cha con, tiểu tử này không biết, nhưng tâm tư sâu sắc, gặp được hắn liền trực tiếp gọi ra ngay. Ta đã gặp ông, trong di vật cha mẹ để lại có ảnh chụp của ông. Ông, có phải cha ta còn sống hay không? Hắn khiếp sợ vội vàng truy hỏi. Diệp Phàm gật đầu, vui mừng thay Trương Văn Xương cũng thương thay cho hắn. Vợ của hắn rất yêu hắn, sinh ra đứa nhỏ này, cũng không bỏ rơi cha mẹ già. Cha dượng của ta là cô nhi, khi mẹ ta kết hôn với ông ấy là vì có thể đối xử tốt với ta, hơn nữa có thể chăm sóc ông bà. Diệp Phàm nghe vậy, trăm mối ngổn ngang, vui mừng đồng thời ảm đạm thay Trương Văn Xương. Cha ta biến mất, nhưng ta biết, năm đó cảm tình giữa cha mẹ rất tốt, nhiều năm qua vẫn không quên được, ngẫu nhiên sẽ ngẩn người. Thế giới này có rất nhiều bất đắc dĩ, đời người không thể lựa chọn lại một lần. Trương Văn Xương đã rời khỏi thế giới này, chỉ có thể làm người ta bất lực tiếc nuối. Cha dượng của ta là người tốt, rất tốt với ta và ông bà, đều là người một nhà, coi như hạnh phúc. Trương Ức rơi lệ, nhưng rất lý trí, không khóc lớn, lại hỏi từng chút một về cha mình ở thế giới kia. Nghe Diệp Phàm nói cha mình không được như ý, say buồn khóc lớn, hô nhớ nhớ con, cảm thấy mình rất có lỗi với bọn họ. Trương Ức khóc, nức nở nói, dù là ông ấy không nuôi dưỡng ta nhưng ta không trách ông ấy, bởi ông ấy không thể tự chủ được, không phải cố ý bỏ rơi chúng ta. Kỳ thật ta cũng nhớ ông ấy, bởi vì mẫu thân nói ông ấy rất tốt, chỉ là tinh không, chỉ là vận mệnh. Diệp Phàm vỗ vỗ vai hắn, cũng không nói gì, hắn chỉ có thể nói rõ chi tiết. Ngài là tiên nhân phải không, có thể dẫn ta đi gặp ông ấy một lần. Trương Ức mong chờ hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, nói, ta cũng không trở về được. Hôm nay ta nói nhiều lắm, cuộc sống của các người bây giờ rất tốt, ta sẽ không quấy rầy yên tĩnh của các người, lát nữa ta sẽ xóa đi một ít trí nhớ. Vui vẻ, hạnh phúc, ta nghĩ đó là những điều mà cha cậu muốn thấy. Không, cậu không thể làm như vậy. Một phụ nữ trung niên kích động chạy tới. Đó là vợ của Trương Văn Xương, Diệp Phàm ngẩng đầu, đã sớm cảm giác được nàng tới, cũng không bất ngờ. Cậu không có quyền xóa bỏ quyền được biết của chúng ta, mặc kệ tương lai thế nào, mặc kệ kết quả thế nào, đó đều là một phần trí nhớ quý giá trong lòng chúng ta. Vợ của Trương Văn Xương dưng dưng nói, năm đó Diệp Phàm gặp nàng mấy lần, còn uống rượu mừng kết hôn của bọn họ, nhoáng cái đã 20 năm, giờ đã cảnh còn người mất. Diệp Phàm, cậu và Văn Xương là người tốt, thật sự nhẫn tâm khiến chúng ta không biết, không thấy, xóa bỏ tất cả hay sao? Cậu có biết những trí nhớ này quý giá cỡ nào với chúng ta hay không? Vợ của Trương Văn Xương khóc nói, đúng vậy, những điều này sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của chúng ta, không thể xóa bỏ những trí nhớ này. Trương Ức lui ra sau, nâng đỡ mẹ mình. Diệp Phàm không nói, yên lặng đi, hắn không cắt bỏ trí nhớ của hai người, bọn họ nói đúng, như vậy rất vô tình, bọn họ có quyền được biết. Khi đi, hắn để lại một chút đồ vật nhỏ, cùng hai bình linh dược, hắn không biết còn có thể làm được gì. Tiếng chuông vang lên, là Hứa Quỳnh gọi tới, ấn nút nghe, vừa đặt lên tai, Diệp Phàm sững sờ tại chỗ, hắn biến sắc nói, cô nói là Bàng Bác. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1016, Bàng Bác ở địa cầu. Bàng Bác không khỏi rời địa cầu. Khi biết tin tức này, Diệp Phàm cứng đơ như tượng đất,
cả người hóa đá nhìn lên trời. Những năm qua, là ai đồng cam cộng khổ với hắn? Là ai sóng vai chiến đấu với hắn? Là ai cùng hắn tung hoành thiên hạ? Là ai cùng sống cùng chết với hắn? Thân thể Diệp Phàm lạnh như băng, chiếu theo như vậy thì có thể là giả mạo, nhưng nếu như thế, trên thế giới này còn có người nào? Trong lòng hắn trống rỗng, nếu Bàng Bác không rời khỏi địa cầu, chưa từng cùng hắn vượt qua tinh không, đó là chuyện đáng sợ dọa người cỡ nào? Nếu quả thật như thế, vậy thì người cùng hắn cưỡi chín rồng kéo quan tài mà đi là ai? Tử Thái Sơn đã tồn tại, đi ra từ thế giới này. Hơn một người, Diệp Phàm thì thào. Đến nay hắn còn nhớ rõ một màn đó, khi kiểm kê nhân số, trong quan tài Thanh Đồng thêm một người, lúc đó mọi người hoảng loạn, nhưng hắn lập tức nhận ra Bàng Bác. Nguyên nhân không gì khác, khi đó hắn cảm giác Bàng Bác không giả dối. Đã nhiều năm qua, rốt cuộc hắn là ai, sắm vai như vậy có lợi gì? Tận trong xương Diệp Phàm cảm thấy lạnh băng, tất cả làm hắn khó. Mà chấp nhận được, một bằng hữu cùng sống chết có thể là giả dối, xuất hiện vấn đề. Ta không hiểu, hắn không có ác ý với ta, hơn nữa biết rõ về ta, không phải người thật thì làm sao hiểu được. Diệp Phàm lập tức thoát khỏi bi thương, cả người cứng ngắc, siết chặt tay. Tuy rằng trở về địa cầu, nhưng không cách nào thả lỏng, cần phải phá vỡ màn sương mù này. Hắn dãy ra khỏi bóng cha mẹ qua đời, ánh mắt nhìn về xa xăm, dường như đặt mình ở bắc đẩu, bước vào cảnh giới chiến đấu. Diệp Phàm một đường xuống nam, vạch rõ sự thật, nhìn xem là gì. Từ đáy lòng, hắn không muốn trên địa cầu còn có một Bàng Bác, bằng không thế gian này có ai tin được. Địa chỉ nhà Bàng Bác đã sớm đổi, nếu không hắn đã sớm đi làm khách, hai mươi mấy năm thay đổi rất nhiều, bọn họ đã rời khỏi thành phố trước kia, phải nhờ Hứa Quỳnh hỗ trợ dò tìm. Diệp Phàm đi vào thành phố N, dựa theo tin tức mới có tìm đến mục đích. Hắn đứng trước một tòa nhà cao tầng, yên lặng cảm ứng. Thần thức mạnh mẽ lan tràn, tiến vào trong phòng, thần sắc liền chấn động, nhìn thấy cha mẹ của Bàng Bác. Cha của hắn vóc người cao to, dù đã sắp 80 tuổi, hiện rõ vẻ già nua, nhưng vẫn nhìn ra được lúc hắn còn trẻ tuổi dũng mãnh cỡ nào. Bàng Bác được di truyền, đều cùng một thể hình, cao hơn người thường đến hai cái đầu. Mẹ của hắn tóc trắng xóa, thân thể không được tốt lắm, xem ra khí huyết kém, vẻ mặt phiền muộn. Nhưng không thấy được Bàng Bác, căn phòng không nhỏ chỉ có hai người già, nhưng hắn lại nhìn ra phải còn một đôi vợ chồng ở đây mới đúng, ngoài ra còn có một người trẻ tuổi. Đó là anh và chị vợ của Bàng Bác, lớn hơn hắn 2-3 tuổi, người còn lại hắn là cháu hắn, lúc này không có ở nhà, không có phòng của hắn. Diệp Phàm lộ vẻ khó hiểu. Hắn âm thầm nói một tiếng đắc tội, sau đó hóa thành ánh sáng tiến vào phòng khách, che giấu thân hình cẩn thận tìm kiếm, nhưng không thấy dấu vết sinh hoạt của Bàng Bác. Bỗng nhiên hắn chấn động, thấy được khung ảnh, nhưng chuyên dùng cho người đã mất, lồng ánh trăng đen của Bàng Bác. Diệp Phàm như bị sét đánh, có lẽ Bàng Bác không rời địa cầu, nhưng đã chết. Đây là người bạn tốt nhất của hắn, mặc kệ ở nơi nào, hắn cũng không hy vọng xảy ra chuyện. Hắn lập tức sững sờ tại chỗ, không thể chấp nhận sự thật này, cả người đang run lên, cha mẹ qua đời, ngay cả bạn tốt nhất cũng mất đi. Ngày giỗ của tiểu bác sắp đến, thật nhanh quá, chớp mắt 10 năm rồi. Phụ thân Bàng Bác cảm thán, Diệp Phàm phát mộng, Bàng Bác đã chết 10 năm, rốt cuộc chết thế nào? Hắn không thể tin, năm đó hai người bọn họ có thể chất tốt nhất, làm sao mất sớm được chứ? Hai mươi mấy năm trước, tiểu bác không đi Thái Sơn, tránh được một kiếp, nhưng không ngờ ông trời quyết định chú ý, trốn cũng không thoát. Ôi, bà lão lau nước mắt, lau gọng kính, ngày giỗ 10 năm sắp đến, thằng nhỏ này. Cha của Bàng Bác khẽ nói, sau đó im lặng, ngồi đó lặng lẽ hút thuốc. Đắc tội. Diệp Phàm thầm nói, vươn thần thức tiến vào thức hải hai cụ, muốn điều tra rõ mọi chuyện. Mấy phút sau hắn rời đi, đứng trên sân thượng tòa nhà, thất thần khó tin được. Bàng Bác chết rất kỳ quái, là bị sét đánh chết, hơn nữa còn là ở vùng dã ngoại hoang vu, khó trách mẹ hắn than thở tránh được một kiếp ở Thái Sơn, ông trời cũng không chịu buông tha. Diệp Phàm phát mộng, tất cả nằm ngoài dự đoán của hắn, lẩm bẩm, ông trời ngươi đang làm gì? Dù là người thật của Bàng Bác ở địa cầu, không theo chín con rồng kéo quan tài đi, nhưng ông cũng không thể tàn nhẫn như thế chứ. Hắn không rời đi nơi này, vô thức đi nghĩa trang công cộng thành phố N, nhìn bia mộ thành rừng, hắn cảm hai chân thật nặng. Hôm nay, hắn thật là sổ tiến vào chỗ này, trên đời không có gì đau đớn sinh ly từ biệt, mới bao nhiêu ngày, hắn lại gặp phải một lần.
Ở một chỗ cây thông xanh mát, Diệp Phàm tìm được mộ bia của Bàng Bác. Hắn yên lặng đứng thật lâu, tiếp đó thả bó hoa trắng. Ta thật sự không tin cậu đã đi. Diệp Phàm ngồi xuống, lấy ra lọ rượu đổ hết xuống đất, tiếp đó châm thuốc, rít một hơi, rồi đặt trước bia mộ. Như vậy, tất cả đều là giấc mộng. Ta thường xuyên nghĩ tất cả những chuyện ở Bắc Đầu Tinh Vực không phải là thật. Hôm nay tỉnh dậy, lại tàn khốc như thế. Diệp Phàm ngồi trước ngôi mộ, châm một điếu thuốc, rời địa cầu lâu như vậy, đã cách 20 năm, hắn lại cảm nhận hư không giữa sương khói lượn lờ. Hắn thật im lặng, ngồi thật lâu ở nơi này, hút hết cả một gói, mới lẩm bẩm, nói thật, ta không tin cậu đã chết. Tiếp đó, lại một trận yên tĩnh, hắn đang suy nghĩ, nghiêm túc cân nhắc, như là lập tức rõ ràng, vụt đứng lên ném mạnh tàn thuốc xuống đất. Nói cho đúng, ta không tin ngươi là Bàng Bác chân chính, bạn thân của ta còn sống, không chết. Ánh mắt Diệp Phàm sắc bén, tinh khí thần cả người sôi trào như sắp chuẩn bị đại chiến, sắc bén hiện rõ, cách biệt một trời một vực với vẻ suy sụp mấy ngày qua. Đây là một trận chiến, ta sẽ bắt được các ngươi. Không nói Bàng Bác ở Bắc Đầu Tinh Vực thật tình, cởi mở với hắn, chỉ nhìn những gì trong thức hải cha mẹ hắn, cũng có thể nhìn ra những điểm đáng ngờ. Nhất là cái chết của hắn rất quái dị, sét đánh chết, nhưng khi chết vẻ mặt dữ tợn hoàn toàn biến dạng, 10 năm trước dọa rất nhiều người. Hai là tính tình không giống, dựa theo những gì thấy được trong thức hải cha mẹ hắn, hành vi cử chỉ Bàng Bác này có chút quỷ dị, ngay cả hai cụ lão cũng khó hiểu. Ba là hắn thường đi công tác, quanh năm ra vào di tích núi non, có tiền xài không hết. Bốn là vì sao hắn lại cố chấp như thế, hỏi hai cụ có những người thân nào, hơn nữa đi chào hỏi từng người, ngay cả nhiều năm không liên lạc cũng tới tận cửa. Tóm lại, hành động của hắn khiến hai cụ đều nghi ngờ, nhưng không rõ ràng. Chỉ nhớ có lần dường như hắn uống rượu, nói trong cơ thể gia tộc bọn họ có yêu thần huyết. Đương nhiên, lần đó bị lão cha đánh một cái tát tỉnh lại, mắng hắn nói bậy nói bạ. Địa cầu, phức tạp hơn xa ta tưởng tượng. Diệp Phàm lại nhớ tới trong nhà Bàng Bác, nghiêm túc cảm ứng, quả nhiên trong cơ thể cụ lão đầy huyết khí, hơn xa người thường. Khó trách Bàng Bác cao to hơn người ta hai cái đầu, cánh tay to hơn cả đùi người thường, chẳng lẽ trong cơ thể thực sự có yêu huyết thượng cổ, khó trách hậu nhân thanh đế đều muốn đoạt xá. Diệp Phàm lẩm bẩm, cha cùng anh của Bàng Bác đều có khí huyết mạnh, nhưng còn không đủ làm hắn kinh dị, có lẽ huyết mạch mỏng manh, chỉ người cá biệt mới giống như thời thượng cổ. Bàng Bác có thể tu luyện thanh đế cổ kinh, chẳng lẽ là yêu huyết trong người hắn sống lại. Diệp Phàm ở lại thành phố N vài ngày, tìm hiểu kỹ tình hình, giúp cha mẹ Bàng Bác cải thiện thể chất, nhiều lần dùng linh dược tẩy rửa thân thể xương cốt, nhưng không lộ mặt. Lần này xuôi nam, hắn không tìm đủ chứng cớ, không thể xác định 100% người chết là Bàng Bác giả, bởi vậy sau khi rời đi bắt đầu dùng tất cả lực lượng kiểm chứng. Năm đó rốt cuộc hắn có đi Thái Sơn hay không? Muốn chứng thực có đi Thái Sơn hay không, rõ ràng là không thể, đã nhiều năm rồi, còn có ai nhớ được. Hắn điều tra đường vòng, tìm công ty Bàng Bác làm việc năm xưa, muốn tìm những đồng sự năm đó hỏi ra manh mối, đáng tiếc người liên quan đều rời đi. Không thể không nói, nếu là người thường thì không thể tìm được, không thác gì tìm kim biển rộng. Nhưng Diệp Phàm không phải người thường, dù mất rất nhiều sức, nhưng cuối cùng cũng tìm được. Hắn âm thầm xem trí nhớ phủ bụi của bọn họ, rốt cuộc điều tra được năm đó Bàng Bác đi Thái Sơn, còn do đồng nghiệp hỗ trợ đặt vé máy bay. Lúc trước trong nhà Bàng Bác có việc, Bàng Bác thật giả đều từng nói vậy. Nhưng mà ngày xảy ra chuyện ở Thái Sơn thì Bàng Bác đã chết trở về nhà, nói không đi được. Còn đồng nghiệp đặt vé máy bay cho Bàng Bác lại có một trí nhớ khác, lúc đó Bàng Bác xuống. Phi cơ đi xe đường dài đến chân núi Thái Sơn còn gọi riêng cho hắn nói một tiếng cảm ơn. Diệp Phàm cười, tuy rằng phí nhiều sức, quá trình phức tạp rắc rối, nhưng rốt cuộc điều tra được Bàng Bác đã chết quá nửa là giả, điều này có ý nghĩa đặc biệt, là tin tức rất tốt. Có yêu tộc thượng cổ còn tồn tại trên đời, ta muốn xem các ngươi muốn làm gì. Diệp Phàm trở thành thành phố B không lâu liền nhận được điện thoại của Dương Hiểu, nói là bên phía mình có chuyện, còn liên quan đến tượng Phật đá. Theo hắn nói, những ký hiệu chữ cổ kia khiến vị dịch giả Phạn Văn Cổ rất chấn động, còn đặc biệt mời thầy mình, kết quả còn kinh động đến mấy vị thượng sư thần bí. Bọn họ đi đến thành phố B, nói muốn gặp ngươi, bên ta thật khó từ chối. Dương Hiểu rất khó xử. Không phải mấy chữ Phạn Văn Cổ thôi sao, có cần dẫn bọn họ từ Ấn Độ đến đây? Diệp Phàm nói. Có mấy lão tăng đến đây, mấy người đi cùng tôn bọn họ thành Phật sống, thiếu chút quỳ xuống cúng bái,
hình như nói hiển hóa thần tích. Đã là năm nào rồi, dù có tín ngưỡng thì cũng không cần như vậy chứ. Dương Hiểu là người có học vấn, tự nhiên không tin chuyện này. Trong lòng Diệp Phàm vừa động, bên kia tôn thờ Ấn Độ giáo, Phật giáo đã sớm xuống dốc ở chính nơi bắt nguồn, còn có thượng sư không ngại vạn dặm đến đây, chẳng lẽ trên đời còn có người tu hành. Như vậy cũng tốt, hắn đang muốn điều tra chuyện bằng bác giả, nếu quả thật là cao nhân lánh đời, vừa lúc có thể tìm hiểu nguồn gốc, hiểu được những chuyện trên địa cầu này. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1017, Loại Thần. Diệp Phàm sảng khoái đáp ứng, hẹn địa điểm hai ngày sau gặp mặt, muốn xem thượng sư kia là người ra sao, có phải hiển hóa thần tích thật hay không. Lịch sử thành phố B đã lâu, trong thành có những di tích, nhưng có đủ sức sống hiện đại, là một trong những thành phố lớn nhất Z quốc. Bước sang thế kỷ 20 càng trở nên phồn hoa. Diệp Phàm bước đi chậm, người trên đường như dòng nước chảy, cách xa nhiều năm giờ đi ở nơi này, hắn như xa một thế hệ. Dù đã nhiều ngày, nhưng hắn vẫn đắm chìm trong thế giới riêng, không thể thoát ra ngoài, chưa từng tìm hiểu thành thị ồn ào này. Không thể không nói thành phố B phát triển nhanh, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, những đường đi bộ rất rộng, các cửa hiệu sản phẩm độc quyền hàng dãy, dòng người chen vai không ngớt. Bỗng nhiên Diệp Phàm thất một tấm áp phích, trên đó là một cái bình ngọc trắng tuyệt đẹp, tản ra ánh sáng thần bí, giống như thần khí, vô cùng lộng lẫy. Hắn ngẩn ra, đây là đồ vật của tu sĩ, nhìn kỹ lại, hắn không khỏi buồn cười, cái này không phải pháp khí hắn bóp nát thành mười mấy khối rồi đem ủy thác đấu giá hay sao? Hắn quan sát cẩn thận mới hiểu được, thì ra là phòng đấu giá Gia Đức tuyên truyền, vì đạt được lợi ích lớn nhất, bỏ công làm ra. Bọn họ ghép lại ngọc tịnh bình, nhưng Diệp Phàm không cho phép bán đấu giá nguyên bộ, mà chỉ có thể bán ra từng khối một, chất ngọc tuyệt đối không cần bàn cãi, là mỹ ngọc tuyệt phẩm. Mỗi một khối đều rất quý, nhưng bán ra hai khối, bọn họ rất không cam lòng, liền đưa ra tuyên truyền, vì đạt được lợi ích lớn nhất, bỏ công làm ra. Bọn họ ghép lại ngọc tịnh bình, nhưng Diệp Phàm không cho phép bán đấu giá nguyên bộ, mà chỉ có thể bán ta từng khối một, chất ngọc tuyệt đối không cần bàn cãi, là mỹ ngọc tuyệt phẩm. Mỗi một khối đều rất quý, nhưng bán ra hai khối, bọn họ rất không cam lòng, liền đưa ra tuyên truyền như thế, nói cho mọi người biết, nếu như tụ tập đủ thì có thể ghép lại thành chiếc ngọc tịnh bình. Không thể không nói hiệu quả rất tốt, mấy ngày qua tọa thành chấn động mạnh ở thành phố B, nhanh chóng lan tràn khắp nói, hôm nay nổi tiếng, khắp nơi là áp phích. Mấy ngày nay qua, từ sau khi bán ra khối ngọc thứ ba và thứ tư, giới sưu tầm liền sôi trào, đây là bảo vật hiếm thấy mà. Giá trên trời, mỗi một khối ngọc đều bị đẩy lên giá trên trời, đấu giá thành công cao dọa người, các tạp chí lớn đều đưa tin, tất cả trang web đều đưa tin ngay trên đầu. Quả thật là dương ngọc tuyệt thế, bởi vì ngày xưa Diệp Phàm luyện khí đã tinh luyện tỉ mỉ, không có một chút tì vết, chỉ riêng thẩm mỹ thì đã là hàng tinh phẩm hiếm có. Nhưng đây không phải là nguyên nhân chính mà đẩy lên giá cao như thế, tất cả đều là lực lượng quảng bá. Hôm nay giá của Ngọc Tịnh Bình thần bí đã sánh với bảo vật cấp quốc gia. Phòng đấu giá Gia Đức có thủ đoạn rất cao, lợi dụng đánh vào tâm lý mọi người, khiến cho những ông trùm chân chính cảm nhận kích thích thành tựu khi ghép từng mảnh lại, để cho nó đầy đủ thì sẽ nhảy lên một cái giá cao hơn nữa. Đồng thời, bọn họ trưng bày các hình ảnh tư liệu, khắc đá Phật gia, sách cổ có hình vẽ, trình bày bình này giống như Ngọc Tịnh Bình của Quan Âm. Cách giải thích này quả thật thu hút, dù biết không thể là thật, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy an lành. Nếu trưng bày một cái bảo bình như thế, tự nhiên sẽ có cảm giác phù hộ. Nói không chừng thật sự là bảo bình của Quan Âm Bồ Tát lạc ơ nhân gian. Có ai trong các người thấy mỹ ngọc tuyệt vời như thế, cả một khối lớn như vậy không có một chút tạp chất, đúng là kỳ tích mà. Ngay cả dân chúng bình thường cũng xôn xao, có thể biết phòng đấu giá Gia Đức tuyên truyền thành công cỡ nào. Không khí nóng bỏng này càng vì những thượng sư Ấn Độ đến đây mà đến cao trào, các lão tăng tiến vào phòng đấu ra nhìn thấy bình vỡ vụn liền biến sắc, kích động tụng Thích Ca Mâu Ni Phật. Hình ảnh này bị người ta chụp lại, đưa lên mạng, tự nhiên gây ra một trận xôi trào, có người nhận ra một lão tăng trong đó là thượng sư Ấn Độ. Hôm nay, mặc dù Phật giáo suy thoái ở Ấn Độ, dân cư tín ngưỡng không đủ 1%, nhưng dù sao vẫn có con số nhất định. Bảo bình Quan Âm lạc ở dân gian, đề tài quảng bá, rộng rãi, giá trị mảnh vỡ Ngọc Tịnh Bình càng kéo lên cao.
Diệp Phàm kinh ngạc hết biết nói, vốn ý của hắn không phải như thế, bằng không sẽ không bóp nát, nào ngờ phát triển đến bước này, chỉ đành lắc đầu. Hai ngày sau, Diệp Phàm gặp bốn vị thượng sư ở khu làng trà cổ kính, có một đám người khác đi cùng. Lần đầu gặp mặt, Diệp Phàm ngẩn người, bởi vì trước mặt hắn là thượng sư Ấn Độ đang thuần thục dùng di động nói chuyện với người ta, rất khó mà liên hệ với người tu hành. Phiên dịch giải thích, thượng sư đang bàn chuyện lớn, thúc phía Ấn Độ chuyển tiền sang, bọn họ muốn đi đấu giá Ngọc Tịnh Bình kia. Diệp Phàm hóa đá, người ta đã quốc tế hóa đến như thế, đúng là mình không chuẩn bị kịp. Hỏi dò xét thử, hắn nhìn ra bốn thượng sư này miễn cưỡng tính là người tu hành, đã mở ra khổ hải, trong đó chỉ có một người bước vào cảnh giới mệnh tuyền. Hắn lắc đầu, đã tuổi này rồi, đòi này mấy người không thể nào đột phá bí cảnh thân thể thứ nhất là Luân Hải. Đối với chuyện này, hắn không có xem thường, ngược lại còn kính nể, bởi vì ở thời đại mạt pháp này, có thể đi lên con đường tu hành cũng không dễ dàng, có thành tựu như thế đã là kinh người. Nếu ở Bắc Đầu Tinh Vực, sợ rằng mấy người này sẽ có thành tựu lớn, là thượng sư xứng danh, được người đời tôn kính. Các vị thượng sư, vì sao cảm thấy hứng thú với chiếc Ngọc Tịnh Bình kia? Diệp Phàm tùy tiện nói. Đó là một kiện pháp khí, tuy rằng đã hư hại, không còn pháp lực, nhưng vẫn làm cho người ta hướng tới. Một lão tăng đáp, có người phiên dịch. Diệp Phàm gật đầu, tuy rằng mấy người này không đủ đạo hạnh, nhưng vẫn phải có kiến thức, nhận ra là pháp khí, xem ra Ngọc Tịnh Bình này có thể sẽ dẫn tới không ít sóng gió. Mấy lão tăng đều đã hơn 100 tuổi, nhất là thượng sư bước vào cảnh giới mệnh tuyền, đã đến 120 tuổi, nhưng tinh thần quắc thước, tự nhiên là ngoại tộc trong người phàm. Mấy người rất khiêm tốn, đúng với người xuất gia, không nói pháp, lực thần thông, chỉ bàn kinh Phật, cái gọi là thần tích là do phiên dịch kia nói. Hắn nói ở Ấn Độ từng thấy một vị thượng sư một tay đẩy chân voi, cứu một đứa nhỏ. Hơn nữa thấy một vị lão tăng ngồi xếp bằng giữa hư không, sừng sững bất động, tuy rằng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi. Ngoài ra còn thấy miệng mũi lão tăng tràn ra ánh trắng xuyên thấu tấm thép. Diệp Phàm gật đầu, không nói gì. Thời đại mạt pháp là bị ai đối với tu sĩ, mấy người này có thể coi là khổ hạnh ngàn vạn người mới xuất hiện một, hoàn toàn dựa vào nghị lực lớn lao đi đến bước này. Hắn khẽ than một tiếng, xem ra muốn tìm được tu sĩ chân chính trên địa cầu này thì quá khó khăn. Không lâu sau, mấy lão tăng nói đến mấy chữ cổ Phạn Văn, biểu tình nghiêm túc, còn mang theo một loại thành kính. Chuyên gia Phạn Văn cổ ký cũng tới, còn là đệ tử của một vị thượng sư, có danh tiếng rất lớn trong giới cổ văn, nhưng rất cung kính trước mặt các vị thượng sư. Mấy vị thượng sư chứng thực, hỏi Diệp Phàm tìm được Phạn Văn cổ này ở đâu, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với bọn họ. Các người nhận ra mấy chữ này, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Diệp Phàm hỏi. Thượng sư không nói, ghi nhớ người xuất gia không nói dối, không muốn lừa Diệp Phàm, nhưng lại cảm thấy chuyện này có liên quan trọng đại, không dám nhiều lời. Cuối cùng, một vị thượng sư mời những người đi theo ra ngoài, chỉ để lại chuyên gia cổ ngữ, hắn có thể làm phiên dịch. Sư phụ của ta nói, ý nghĩa chân chính của nó là có thể mở ra con đường đi Linh Sơn. Linh Sơn nơi ở của các Bồ Tát cùng cổ Phật chư thiên thượng cổ. Ánh mắt Diệp Phàm lóe sáng. Đúng vậy, mấy lão gật đầu. Các ngươi có biết nơi đó ở đâu? Diệp Phàm nghiêm túc hỏi. Biết, ở ngay trên vùng đất phía Tây, chỉ là từ sau khi Bồ Tát cùng cổ Phật cuối cùng viên tịch, nơi đó đã không mở ra được nữa. Một vị thượng sư lên tiếng, đây là bí mật truyền miệng các đời cao tăng, là đàn tràng nguyên, thủy của Phật giáo, xem ra rất có thể là nơi thần bí, to lớn không kém Tu Di Sơn, lần trước ta cảm ứng được ở Tây Tạng. Trong lòng Diệp Phàm tự hỏi, mấy lão tăng cầu mãi, muốn quan sát thánh vật khác cổ tự. Diệp Phàm thở dài, dù có lấy ra tượng Phật đã, bọn họ không có thần thức mạnh mẽ dò xét, ngay cả hắn cũng phải tốn sức mới xâm nhập được vào trong tượng Phật. Hắn không lập tức đồng ý, mà hỏi một ít vấn đề, hắn muốn biết hiện giờ trên địa cầu còn có cổ giáo tu hành hay không. Nhưng các thượng sư đều mê hoặc, lắc lắc đầu không biết rõ. Các người không tiếp xúc với người giống như mình, chính là người cùng đạo, tồn tại như thần trong mắt người phàm. Diệp Phàm không bỏ cuộc. Bọn họ lập tức gật đầu, nói là người như vậy thì có. Thượng sư đạt tới cảnh giới mệnh tuyền nói sư phụ của hắn có biết một người, bởi vì bản thân cũng gần như thế. Theo ngài ấy nói, lão tăng kia đã quá 190 tuổi, đạo hạnh cao hơn hắn nhiều, cả đời gặp rất nhiều huyền bí. Sư phụ nói, Tây Phương có Phật, Trung Thổ có Ma. Diệp Phàm nghe vậy liền cười, hỏi hắn,
chẳng phải đang nới đạo giáo trung thổ là ma hay sao? Mấy thượng sư cuống quýt chắp tay chữ thập, liên tục lắc đầu nói không dám, bọn họ không có thành kiến gì với đạo giáo, lời nói thật sự là ma, chẳng qua chưa từng thấy. Bọn họ sớm ý thức được Diệp Phàm không phải người thường, bằng không làm sao hỏi nhiều như vậy, nói ra rất nhiều bí mật. Sư phụ ta vào những năm chiến tranh thế giới thứ hai, đi đường khổ hạnh, đi vào Z quốc không thấy ma, nhưng lại gặp một yêu thần. Một lão tăng hơn 190 tuổi, tuổi lớn đến dọa người, kéo dài qua ba thế kỷ, tự nhiên trải qua đại chiến thế giới thứ hai. Nhưng mà vị khổ tu sĩ này cũng không chạm mặt yêu thần trung thổ kia, tránh ở xa xa, chỉ thấy được huyết khí yêu thần ngập trời. Còn nhớ gặp được ở nơi này hay không? Diệp Phàm hỏi, điều này phải hỏi sư phụ. Nói đến, những người tồn tại như thần, vị lão tăng khác nói tới một đoạn chuyện xưa là bản thân hắn trải qua. Khi hắn còn trẻ thì khổ tui, từng nhìn thấy một quái nhân tóc tai bù xù giữa rừng mưa nhiệt đới Ấn Độ, ngự không mà đi, biến mất giữa núi rừng. Sư thúc tổ của ta nói, ở Jerusalem có đại thần thông chân chính. Một vị thượng sư khác nói, sư thúc tổ của hắn sống đến 2-330 tuổi mới tọa hóa, sinh thời từng một mình đi Tây Phương, gặp qua tồn tại như thần. Trong lòng Diệp Phàm vừa động, Jerusalem chính là thánh thành phương Tây, có vô số truyền thuyết, là trung tâm hoạt động tôn giáo cổ đại, đạo Cơ Đốc, đạo Do Thái, đạo Islam, hàng năm đều có vô số người đi hành hương. Hôm nay thật đúng là có tồn tại thần bí, ngày sau có thể đi xem thử. Mấy lão tăng luôn cầu mãi, muốn xem tận mắt kiện thánh vật có khắc phạn văn kia. Diệp Phàm lấy ra tượng Phật đá từ hư không, lập tức làm các thượng sư chấn động, bọn họ càng thêm tin tưởng người thanh niên này quá nửa là loại thần giả. Mặc kệ bọn họ cố gắng như thế nào cũng không thể tìm hiểu được bí ẩn trong tượng Phật đá. Cuối cùng Diệp Phàm lấy ra phiến đá, dùng tay viết ra mấy cổ tự kia, đồng thời đóng dấu đạo ngân. Diệp Phàm đưa phiến đá này cho bọn họ, nói đem nó về Ấn Độ, đưa cho sư phụ ngươi xem, nói hắn đến đây một chuyến. Hoặc mời những thượng nhân chân chính có đạo hạnh, có thể đến trung thổ bàn chuyện tượng Phật đá. Mấy vị thượng nhân không dám chậm trễ, trịnh trọng thu phiến đá, hành lễ thật sâu cáo từ. Cùng lúc, trong phòng đấu giá Gia Đức, một người trẻ tuổi yêu dị nhìn chằm chằm mảnh vỡ bảo bình ngọc, ánh mắt lộ thần sắc dị thường, sau đó không ngừng cười lạnh. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1018, nghịch hành trảm đạo lộ. Khi gặp lại Diệp Phàm, con sóc nhỏ như thủy tinh tím ánh mắt đẫm lệ chớp chớp, vù một cái bám lên người Diệp Phàm, nhanh chóng trốn ra sau, lộ ra nửa cái đầu nhỏ nhìn về phía trước. Nha đầu Hứa Diệp này thật hoạt bát, lao tới như nha đầu điên, dương nhanh múa vuốt không ngừng cười duyên, bắt lấy con sóc tín. Mấy ngày nay Diệp Phàm luôn luôn đi bên ngoài, vì chuyện bàng bác đi thẳng xuống Nam, đi khắp trốn, không để Tiểu Tùng ở bên người, để lại thành phố B trong nhà Hứa Quỳnh. Rõ ràng, mặc kệ bỏ tiểu tử này chỗ nào thì cũng sẽ hút hết ánh mắt, toàn thân lông mịn như lụa, cả người sáng bóng, lưu chuyển màu tím, trực tiếp mê hoặc nha đầu Hứa Diệp. Có thể nói mặc kệ ăn hay ngủ, con bé đều phải ôm lấy Tiểu Tùng, không rời một tấc, loại nhiệt tình này dọa sợ tiểu tử kia. Trước khi Diệp Phàm đi từng dặn dò nó không thể bày ra thần thông, cũng không được lộ đạo hạnh, bởi vậy tiểu tử này mãi không thoát khỏi ma chảo. Đau mà thoải mái, nó không quen bị người ôm, trước giờ đều là một mình dưới ánh trăng với cổ Phật, phun nuốt hào quang, vẫn mơ mơ hồ hồ, thuần khiết hết biết nói. Mấy ngày nay, điều duy nhất làm nó vui vẻ là được ăn ngon, ngon lành hơn hắn trước kia, nếu không thì có lẽ tiểu tử này sớm trốn mất bóng rồi. Đây cũng là nguyên nhân khiến nó gặp Diệp Phàm liền mắt đẫm lệ, thật sự sợ hãi tiểu ma nữ này, trốn sau lưng hắn, chỉ trừ lại một con mắt to lén liếc nhìn, láo lia láo lịa. Tiểu Diệp tử, lại ngược đãi Tiểu Tùng, dọa nó thành thế này. Diệp Phàm nói, Tiểu Tùng là hắn dựa theo màu tím giặt thành. Ta rất tốt với Tiểu Tùng, nhưng nó không biết, thật tức chết ta mà. Nha đầu này cũng không còn nhỏ, đã 16-17 tuổi, thân thể thon thả, sắp cao bằng mẹ mình, nhưng vẫn cứ hoạt bát, nhảy nhót bắt Tiểu Tùng. Ở trong mắt Tiểu Tùng, khuôn mặt xinh đẹp kia không khác gì ác ma có sừng, nó ủy khuất hỏi Diệp Phàm có thể nó về hang núi hay không. Diệp Phàm vừa thấy tiểu tử này ủy khuất đến thế, vội vàng an ủi, khuyên bảo một phen, nói sau này không bỏ mặc nó nữa. Mảnh vỡ bảo bình, ngọc làm cho giới sưu tầm náo nhiệt thảo luận.
Phòng đấu giá Gia Đức trở thành điểm kinh doanh bảo vật hiếm có, mỗi lần đấu giá đều khiến người ta chú ý. Diệp Phàm thu được một phần tiền. Để Hứa Quỳnh hỗ trợ mua biệt thự cổ ở nơi yên tĩnh, tự nhiên hắn phải sống riêng, cần một nơi không bị người ta quấy rầy. Hôm nay phải mua một ít đồ dùng hàng ngày, nha đầu Hứa Diệp xung phong nhận việc, đi theo cha mẹ hỗ trợ chọn lựa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm dẫn Tiểu Tùng đi ra, chẳng bao lai liền bị cản lại mấy lần, hỏi Tiểu Tùng cả người sáng chói trên vai hắn, phiền phức không thôi. Còn có người báo cáo, nói hắn nuôi động vật sắp tuyệt chủng, loài vật quý này nên báo lên quốc gia, phải được bảo vệ. Một ngày qua, quả thật làm Diệp Phàm đối phó mệt mỏi, thật có người tràn đầy tình cảm, báo án yêu cầu cứu động vật tuyệt chủng. Cuối cùng bình tĩnh lại, Diệp Phàm bố trí trận văn trong căn biệt thự xưa này, lấy một viên tị trần châu, khiến mọi thứ sạch sẽ. Còn Tiểu Tùng rốt cuộc được giải thoát, nhưng vẫn còn có chút sợ Diệp Phàm, sợ hãi nhìn hắn. Cẩn thận dùng móng vuốt bóc một quả hạt rẻ, nâng nhân quả lên, ngửa đầu đưa cho hắn lấy lòng, đôi mắt to trong veo như bảo thạch. Ngươi không cần sợ ta, ngươi sống phải thoải mái, không cần đeo thêm xiềng xích. Nếu cảm thấy không quen, ta có thể đưa người về Tây Tạng, tiếp tục sống tự do. Diệp Phàm vuốt đầu nó. Không biết vì sao, có đôi khi hắn cảm thấy tiểu tử này thật đáng thương. Nó hồn nhiên, ngây thơ không biết gì, cùng với sợ hãi, sâu trong nội tâm thể hiện tràn ngập kính sợ với vận mệnh. Tiểu Tùng cái hiểu cái không, nhưng mà cuối cùng thả lỏng một chút, lén lút liếc Diệp Phàm, vừa ngoan ngoãn ngồi một bên bóc vỏ hạt rẻ. Trước kia thế nào, bây giờ cứ thế, không phải sợ. Này, cho ngươi. Diệp Phàm lấy ra xích nguyệt quả, hình như trăng rằm, toàn thân đỏ sẫm sáng rực, mùi hương ập tới. Chít chít chít, tiểu tử màu tím này liền mắt to sáng ngời, không ngừng lấp lánh, như là cẩn thận, hỏi có phải thật sự cho nó không? Tự nhiên là thật, về sau không cần e dè, ta là sư phụ của ngươi, ngươi có thể coi ta như người thân. Diệp Phàm an ủi. Không yên ở sâu trong nội tâm nó rút cục biến mất, lập tức trở nên hoạt bát, ôm xích nguyệt quả lăn qua lăn lại, ngây ngô cười, bộ dạng đơn thuần lại khiến người ta có chút đau lòng. Keng! Diệp Phàm chém một khối đại la ngân tinh nhỏ, dùng đạo hạnh của mình rèn luyện không ngừng, rốt cuộc đúc thành một cái chuông bạc. Thể tích của nó không lớn, chỉ là một cái chuông nhỏ, điểm khác biệt là bên trong buộc quả lắc để va chạm thành âm thanh. Hắn rất chú ý, đại la ngân tinh làm thân chuông chỉ to bằng ngón tay, sau đó hóa nhỏ tượng Phật đá, luyện thành quả lắc, đặt vào bên trong. Từ nhỏ tiểu tử màu tím này làm bạn với tượng Phật đá, sớm có cảm tình, nay Diệp Phàm luyện thành bảo bối cho nó, dạy nó làm sao thu vào người, nó rất vui vẻ. Không nói ở địa cầu, dù là bắt đầu tinh vực thì bảo bối này cũng là thần chân kinh thế, dùng đại la ngân tinh rèn thành chuông, dùng tượng Phật đá thần bí làm lắc, đúng là có một không hai mà. Ánh trăng phủ xuống, Tiểu Tùng phun ra bảo bối, đứng trước cửa sổ, mượn Phật quang từ linh đang dẫn ánh trăng tiến hành tu luyện. Nó có linh tính, tuy rằng đơn thuần nhưng cũng biết chỗ tốt của tu hành, rất có nghị lực, không lãng phí mỗi đêm. Diệp Phàm không nuông chiều, bằng đạo hạn của hắn hiện giờ, muốn làm cho nó đột nhiên mạnh mẽ cũng không khó, nhưng hắn không làm. Con đường tu hành phải đi từng bước một, đạo cơ phải vững chắc, đây là căn bản. Bằng không sau này xảy ra chuyện, lầu cao vạn trượng có thể vì nên đất không vững mà sụp đổ trong một đêm. Hắn chỉ có thể dẫn đường, truyền pháp, tu luyện dựa vào chính tiểu tử này. Tối nay, truyền cho ngươi một đoạn yêu đế cổ kinh. Diệp Phàm từng luận pháp với Bàng Bác, so sánh cổ kinh, biết không ít thanh đế cổ kinh. Hắn kết hợp đạo kinh cùng yêu đế cổ kinh, sáng tạo bộ, tâm pháp cho riêng tiểu tử này, có thể nói tâm pháp dẫn động sấm sét, cảm ngộ đại đạo. Bộ phận này không kém yêu tinh, cất bước cao đến đâu, ngày sau phải xem ngươi. Không thể không nói, tiểu tử màu tím này có linh tính cực cao, ghi tạc trong lòng, nhanh chóng đối chiếu tâm pháp điều động đạo hạnh. Phía Ấn Độ nhanh chóng có tin tức, mấy vị thượng sư bẩm báo chi tiết, vị lão tăng 190 tuổi rung động, cùng hai vị cùng bối phận đi về phía đông. Đấu gia bảo bình ngọc lên cao trào, thượng sư Ấn Độ mua 2 khối, 3 khối sau liên tục do một người trẻ tuổi mua lấy. Thượng sư ra tay, tự nhiên khiến cho ngọc tịnh bình càng phủ thêm sắc thái thần bí, rất nhiều người sưu tầm cũng không nghĩ ra. Căn bản không thể nào tụ tập đủ, tạo thành một cái bảo bình hoàn chỉnh, hôm nay đều mua 1 khối mà vinh quang. Cũng được, coi như dùng mảnh vỡ bảo bình thử xem, có thể dẫn đến một ít người. Diệp Phàm tự nói. Có thể mọi thứ đã nhạt đi, nhiều ngày qua, trong lòng Diệp Phàm vẫn còn bi thương,
nhưng không còn chìm đắm trong đó nữa. Mấy ngày nay, hắn thường thường tự pha trà xanh, nhàn nhã ngồi trong sân, tịch mịch đọc kinh, trong lòng dẫn trống rỗng, ban đêm thường nhìn lên bầu trời sao. Trảm đạo, hắn cách không xa, nếu hắn muốn có lẽ lúc nào cũng có thể bước lên, nhưng gần đây tâm tình thay đổi quá nhanh. Sau khi tâm tình yên ổn lại, hắn đột nhiên cảm thấy xóa bỏ chấp niệm trong lòng, đó không phải đạo của hắn. Mặc kệ tinh không bên này hay là bờ bên kia, ta cũng không chạm đi, dù cho quên một đoạn cũng không được. Tuy rằng hắn trở về, nhưng cha mẹ đã mất, chấp niệm trong lòng càng sâu. Còn ở tinh không kia, còn có cố nhân, nhiều chuyện xưa, khó mà quên được, nhưng lại không trở về được. Chạm mất một thứ nào, ta cũng có thể lập tức bước lên tiên tam, nhưng ta sẽ không làm vậy. Diệp Phàm lắc đầu, hắn quá nhiều chấp niệm, nói chạm đạo dễ, chỉ cần lựa chọn một cái, kiên quyết chém đi, bước ra đạo là thành. Nói chạm đạo khó, đó là vì hắn không muốn làm vậy, hắn muốn cởi bỏ toàn bộ, làm cho tâm tình bình thân, nhưng làm vậy giống như tự xóa bỏ mình. Ta nhờ rõ rất cả, ánh mắt vững vàng của hắn sẽ gặp một cửa khác hẳn với bất kỳ ai. Thiên trảm nhân đạo, còn hắn muốn đi ngược lại, chống đỡ, hắn muốn chém ngược ngăn cản đại đạo, đây là một con đường ngược hướng. Không phải chờ người đến trảm ta, mà là ta muốn trảm ngược lại người. Diệp Phàm bình tĩnh, khi nói những lời này không có kiên quyết, không kịch liệt, lặng lẽ ngồi yên, ngày qua ngày trong lòng bình thản. Hắn biết hậu quả làm như thế, thành công thì đạo của hắn sẽ vô cùng rộng lớn, hơn hẳn người khác. Thất bại, vậy thì chém đi là hắn. Trảm đạo, ta cảm thấy như vậy mới chân chính là trảm đạo, không trảm đạo trước mắt, mới xứng dùng tên này. Địa cầu khó có thể cảm ứng được đại đạo, vốn là một nơi khó có thể tu hành, khó khăn hơn cả bắt đầu trước khi thiên địa chưa biến đổi. Nhưng mà có một chỗ tốt, một khi đạo hạn tịnh tiến thì nhất định kinh người, hùng mạnh như thánh nhân nhân tộc bắt đầu, làm cho tổ vương sống trong những năm thái cổ phải run sợ. Hôm nay, Diệp Phàm lại lựa chọn con đường này, không đột phá thì thôi, một khi đột phá dưới điều kiện gian khổ, chém ngược đại đạo, nhất định rung động xưa nay. Đường này phải đi, có lẽ sẽ thành cho bụi, nhưng nếu xông qua, sẽ nhìn thấy cảnh chưa bao giờ hết. Một ly trà xanh, mùi hương thoang thoảng lan ra, Diệp Phàm đứng trước cửa sổ nhìn về phía xa. Mấy ngày nay hắn không tu hành, nhưng lòng ngày càng yên tĩnh, pha một ly trà thơm, xem đạo tạng, làm cho tâm thần hắn trống rỗng. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1019, Đường lên Linh Sơn. Bên phía Ấn Độ có tin tức, mấy lão tăng cực kỳ coi trọng, lão tăng 190 tuổi Tất Ma Đề khởi hành, hẹn hai vị bạn cũ đi đến. Hai ngày sau, bốn vị thượng sư cùng chuyên gia Phạn Văn đi theo cùng, Tất Ma Đề cùng hai lão tăng khác đến thành phố B, gặp lại Diệp Phàm. Dù y học có bước phát triển nhảy vọt, nhưng mà lão tăng sống đến 190 tuổi vẫn là một kỳ tích với người thường. Tất Ma Đề tinh thần quắc thước, dù bộ dạng già nua hết chỗ nói, nhưng vẫn bước đi như bay, xương cốt cứng cỏi, mắt đọc rõ từng chữ như chuông vang, mang theo tiếng rung kim loại. Hai lão già đi cùng với hắn cũng vậy, vừa nhìn tuổi ngang nhau, bọn họ thân thể khô cao, làn da vàng gầy trơ xương, hốc mắt lõm sâu, nhưng tinh thần đầy đủ. Bọn họ chắp tay chữ thập, hành lễ với Diệp Phàm, thân sắc an lành, ba người đi qua ba thế kỷ, hiểu rõ hồng trần, xứng với cao tăng. Diệp Phàm trả lễ, âm thầm gật đầu, ba người Tất Ma Đề đều không tầm thường, đã tiến vào đạo cung bí cảnh, tự nhiên tuổi thọ kéo dài. Ở tinh không kia, đến tuổi này mới tiến vào đạo cung bí cảnh thì không đáng nói, miễn cưỡng tính là tu sĩ mà thôi. Nhưng mà địa cầu là thời đại mạt pháp, có được tu vi này đã là không dễ, có thể coi ba người cả kỳ tài. Diệp Phàm mời bọn họ ngồi, tay phải tùy tiện vung lên, có mấy ly trà tẩm linh dược xuất hiện từ không khí, lập tức làm ba lão tăng kinh dị không thôi. Sau khi gặp người trẻ tuổi này, bọn họ biết gặp được thần thông, tu vi có thể sánh với giáo chủ cổ đại. Bất luận ba vị lão tăng hay bốn vị thượng sư hoặc là chuyên gia Phạn Văn kia tiếp nhận trà linh dược, trên mặt tràn ngập thần sắc tiếc nuối. Trời đất biến đổi, ở thời đại này còn có thiên tài địa bảo như vậy, đúng là dị số, chiêu đãi này thật quá mức, thật là không gánh nổi. Bọn họ hợp tay chữ thập thành kính biểu đạt tạ ơn, loại linh dược này đúng là hiếm thấy cả đời. Diệp Phàm có rất nhiều chuyện muốn hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Liền đề cập hôm nay địa cầu còn có cổ giáo hay không,
ở nơi nào, hắn muốn tìm hiểu giới tu hành. Trong những năm thượng cổ, có rất nhiều đại giáo, cổ phái san sát, cường giả như mây, không thiếu đại thần thông, nhưng hôm nay tất cả đều đã thay đổi. Tất Ma Đề nói, ở Ấn Độ cổ, năm đó Phật giáo từng hưng thịnh, thay thế Bà La Môn giáo, giáo chúng đông đúc, tháp cổ như rừng, cuối cùng xuống dốc. Ấn Độ giáo hôm nay vốn từ Phệ Đà giáo cùng Bà La Môn giáo, coi như một luân hồi thay thế Phật giáo, đương nhiên các giáo dung hợp lẫn nhau, các pháp cùng tồn tại, hoặc cộng sinh làm một thể. Tất Ma Đề nói, nếu thời cổ không nói tín ngưỡng, chỉ riêng thần thông pháp môn thì có rất đông môn phái. Trong đó Phệ Đà giáo ảnh hưởng sâu xa, là đời trước của Bà La Môn giáo, trước khi Thích Ca Mâu Ni xuất gia cũng từng tu Bà La Môn pháp. Một bộ Phệ Đà kinh xuyên qua quá trình hưng suy của các giáo, từ Phệ Đà giáo đến Bà La giáo, lại đến Phật giáo, hoàn thành một cái luân hồi, hôm nay thành Phệ Đà kinh. Tất Ma Đề nói rất nhiều chuyện, nói không ít đạo thống thời cổ, nói khi đó có rất nhiều truyền thừa, trăm hoa khoe sắc, cường giả như mây. Về sau tất cả đều ngã xuống, chùa chiền nơi hắn trải qua một trận đại nạn, mất đi phần lớn pháp môn, hoàn toàn suy sụp, mất đi liên hệ với các môn ngày xưa. Đến thời đại hôm nay, ngay cả hắn cũng không biết các môn còn tồn tại hay không, chỉ quen biết vài người tu hành, nhưng hắn cảm thấy các môn hẳn là còn đó. Nhưng mà người ở thời đại mạt pháp đều đã lánh đời, không muốn người biết mà thôi. Diệp Phàm có hứng thú với Phệ Đà Kinh, muốn mượn xem thử. Hắn biết thứ này không phải giáo lý trong mắt người phàm, nhất định có bí quyết tu hành. Ngươi cũng biết trung thổ, như đạo giáo, trung thổ xuất ma, như là huyết thống yêu thần thượng cổ. Nói thật, hắn cũng không có nhiều hứng thú với Ấn Độ cổ, càng muốn hiểu biết các giáo thượng cổ ở Z quốc. Tất Ma Đề lộ ra thần sắc trịnh trọng, nói, trung thổ sâu không lường được, chúng ta cũng không hiểu nhiều lắm. Hắn phát ra kính sợ thật tình với, trung thổ, không rõ đạo giáo, chưa bao giờ gặp người trong giáo. Nói trung thổ xuất ma cũng là nghe tiền bối nói, không quá rõ ràng. Hắn tự mình trải qua duy nhất là nhìn thấy tồn tại như yêu thần kia, khiến hắn run sợ, thoáng nhìn từ xa liền vội chạy, không dám đến gần. Ngươi nhìn thấy ở đâu? Tất Ma Đề nói địa danh, Diệp Phàm lộ dị sắc, chính là chiến trường năm xưa, chết không biết bao nhiêu người. Vào chiến tranh thế giới thứ hai, Tất Ma Đề một đường khổ hạnh sang đông, gặp chiến trường có một đọa huyết quang xỏ xuyên trời cao, cực kỳ kinh khủng, tiếp đó hùng hồn như biển rộng. Con yêu này thật là biết chọn thời cơ, Diệp Phàm lẩm bẩm. Năm đó có không biết bao nhiêu anh linh chết đi, khắp mặt đất là máu, cảnh tượng thảm thiết. Đây là thời đại mạt pháp, là cơ hội thăng cấp đại yêu khó có, dùng máu cùng linh đúc thành. Có người ra tay không? Diệp Phàm hỏi. Không có, người tu hành không thể can thiệp, chuyện dân gian, đây là điều luật định ra từ thời thượng cổ, thiên hạ chấp hành, đời đời tương truyền không ai dám vi phạm. Tất Ma Đề nói. Diệp Phàm gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng cân nhắc yêu thần kia mạnh cỡ nào. Bằng ánh mắt Tất Ma Đề năm đó, không thể nhận biết được, huyết khí ngập trời, yêu uy hùng hồn, điều này quả thật là kinh người, tối thiểu cùng là giáo chủ. Thật không tầm thường, ở thời đại mạt pháp này còn có một cổ yêu như vậy, đúng là nằm ngoài dư liệu, không biết nay nó ở nơi nào. Diệp Phàm tự nói, bộ tộc này có liên quan đến giả mạo Bàng Bác hay không? Bỗng nhiên hắn sinh ra liên tưởng. Dựa vào Tất Ma Đề nói, trung thổ rất sâu, yêu thần kia chỉ là bình thường, hắn còn từng nghe lão tăng tiền bối nói gặp tồn tại đáng sợ hơn, nhưng không quá rõ ràng. Cuối cùng bọn họ đi ra, mang theo tượng Phật đá đi khu Tây Tạng, muốn mở ra con đường đi Linh Sơn. Phật giáo đã suy thoái ở Ấn Độ, nhưng lại thịnh vượng ở trung thổ. Năm đó có Bồ Tát Tạo Hóa lưu lại di ngôn, Linh Sơn rời sang Đông, dựa theo các vị La Hán phỏng đoán là nằm ở Tây Tạng. Linh Sơn là đàn tràng nguyên thủy của Phật môn, từ trước khi Thích Ca Mâu Ni thống nhất lập giáo đã tồn tại, lúc đó tăng nhân tu hành hại thân thể, có đại thần thông. Trước khi Thích Ca Mâu Ni lập giáo, tăng nhân giải rác trên địa cầu, Linh Sơn là nơi duy nhất có thể triệu hồi bọn họ, là cổ địa thần bí. Đáng tiếc, một vị Bồ Tát cùng cổ Phật cuối cùng viên tịch, không ai có thể mở ra con đường đi tới Linh Sơn. Tất Ma Đề nói tượng Phật đá cổ này là thánh vật mấu chốt, có lẽ giải được câu đố thiên cổ, đàn tràng nguyên thủy kia có thể còn sống lại. Asby Google bằng Windows, Asby Google, Push, Diệp Phàm không dẫn theo tiểu tùng, chỉ tạm thời lấy đi tượng Phật đá. Đàn tràng thượng cổ Linh Sơn không kém Tu Di Sơn, có thể sẽ có nguy hiểm đáng sợ, hắn không muốn tiểu tử đơn thuần kia mạo hiểm. Đoàn người đi trong khu không người,
một mảnh vắng vẻ, bầu trời xanh ngẫu nhiên đám mây trắng muốt, không khí cảnh vật đều rất trong sạch. Có lẽ đây là vùng đất lành duy nhất, hôm nay khắp nơi đều có dấu chân con người, nhà cao tầng san sát, xi măng cốt thép che giấu hoa cỏ, thiêu đi cảnh tượng tự nhiên. Diệp Phàm nâng tượng Phật đá, dùng đại pháp lực củng cố, khiến nó phóng tà ánh sáng chói lọi, mấy cổ tự cuối cùng bên trong hiện ra, còn hắn thì huyết khí hoàng kim tận trời. Những người kia run lên, vô cùng kính sợ, đại thần thông như vậy bọn họ chưa từng gặp được trên đời, hôm nay có thể tận mắt thấy được. Ba vị lão tăng Tất Ma Đề nói một ít mật ngữ Phật giáo, nói cho Diệp Phàm những chuyện xưa cũ, có lẽ sẽ tìm được Linh Sơn. Diệp Phàm đi thẳng tới trước, dựa theo lời bọn họ đọc chú ngữ, tượng Phật đá càng sáng chói, sau đó hoàn toàn thực chất, keng keng rung động, mắt Phật như muốn mở ra. Thiên địa có khác lạ, mau nhìn, phía trước xuất hiện ngọn núi. Một vị thượng sư kinh ngạc, cảnh tượng thật quái dị, không ít ngọn núi xuất hiện ở chân trời, cực kỳ cao lớn, chọc thẳng vào mây, khí thế hùng hồn đè nén người ta không thở nổi. Nhưng mà mỗi ngọn núi đều mờ nhạt, không quá rõ ràng, cảm giác xa xôi ở cuối thiên địa. Có một con đường xuất hiện, nhưng lại đứt quãng. Một vị thượng sư khác rung động, chỉ phía trước. Đó là cổ lộ, trước này chưa từng thấy, hôm nay đột ngột xuất hiện đi tới núi non xa xăm. Đó là đường đến Linh Sơn. Tất Ma Đề cả người run lên, không xứng với bộ dạng cao tăng đắc đạo, chỉ vì hắn quá kích động. Diệp Phàm vừa truyền thêm đại pháp lực vào tượng Phật đá, vừa đọc chú ngữ, phía xa có Phật lực hùng hồn truyền tới, dao động làm người ta muốn quỳ bái, vượt trên mọi thứ. Thật là Linh Sơn. Ánh mắt Diệp Phàm sáng lấp lánh, cảm ứng giống như hắn đi vào Tây Tạng không lâu trước, nhưng lúc này kéo dài thật lâu. Cổ lộ uốn lượn đi ra, đoàn người bọn họ từng bước đi trên con đường thần bí này, bên đường có rất nhiều cổ tích, căn bản không giống thế giới thật. Ngọn núi xa xa quá hùng vĩ, không biết ẩn giấu ở địa vực nào trong thế giới thật. Lần trước Diệp Phàm vượt qua Tây Tạng cũng không thấy, hôm nay lại có cảm giác đè nén. À, phía trước có một cổ thi thể. Một vị thượng sư nhanh chóng đi tới. Con đường này thật xa xưa, như từ thượng cổ đến nay cũng không có người đi qua. Trên tảng đá đầy xương gió năm tháng, một lão tăng xương bọc ra, cả người vàng vọt nằm phía trước, sinh cơ đã tắt. Bọn họ không phải chứng kiến ảo ảnh, đây là một thi thể thật sự, cảm giác lạnh băng, bộ tăng y cổ xưa, chạm vào liền hóa thành bụi. Đã chết ít nhất 100 năm rồi, một vị thượng sư nói. Trước người này còn có tảng đá khắc một hàng cổ tự viết bằng phạn văn, như là di ngôn cuối cùng, viết vội vàng liền chết. Tất Ma Đề xem kỹ liền nói ý chung, đây là một vị cao tăng đắc đạo, một lòng hướng Phật, cũng không gặp được Linh Sơn. Trước khi tọa hóa trong lòng hiện lên tuệ quang, một đường khổ hạnh tìm được cổ lộ. Nhưng thọ nguyên đã khô cạn, bọn họ không nán lại, tiếp tục đi tới, Diệp Phàm cũng cố tượng Phật đá, không ngừng niệm chú ngữ, cổ lộ kéo dài xuyên qua từng ngọn núi to lớn không có trên thế gian. Có một ngôi đền rách nát, không lâu sau, bọn họ gặp một ngôi chùa cổ, quy mô không lớn, chỉ có một gian điện đá, một lão tăng tọa hóa trong đó. Hắn không để lại di ngôn, tìm đường Linh Sơn chỉ có thể, phía trước mịt mờ không biết hy vọng gặp được. Đây là một vị đại thần thông, làn da đã có một tia vàng nhạt, thiếu chút thành quả vị La Hán. Mấy vị thượng sư chắp tay chữ thập, tụng niệm Thích Ca Phật. Diệp Phàm nghỉ chân, cổ lộ phía trước càng xa, tựa như không có tận cùng, không biết đi đến nơi nào, chỗ này còn là địa cầu hay sao. Trong lòng hắn cân nhắc, dao động Phật tính mênh mông sôi trào, nhưng Linh Sơn sánh với Tu Di Sơn thật sự ở phía trước. Hắn không biết có thể tiến vào đàn tràng thượng cổ kia hay không. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1020, cuối đường gặp Thích Giả. Trên đại sơn sơ khai, một cỗ khí tức thê lương đánh thẳng tới, bọn người Diệp Phàm cảm thấy như đi ngược về thời thượng cổ, tới nơi hoang dã. Xa xa là những tòa núi lớn sừng sững, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, lão thụ che kín mặt trời, đủ loại sinh vật kỳ bí. Khi tới gần thì tiếng chim hót, tiếng thú giống vang trời, có lúc như tiếng sấm ù ù điếc tai, khiến cho người ta sợ hãi đảm chiến. Bọn họ không biết đang ở phương nào, đưa mắt nhìn quanh là một mảnh môi trường hoàn toàn mới, như rời khỏi địa cầu, tiến vào một đại giới nguyên thủy. Chúng ta tột cùng là tới nơi nào? Cổ Phạn thở hổn hển. Hắn còn không coi là tu sĩ, ngay cả khổ hải cũng chưa chân chính kích hoạt,
chỉ là sức khỏe tốt hơn người bình thường một chút mà thôi, cho nên trong lòng rất sợ hãi. Hơn phân nửa chúng ta tới gần Linh Sơn, có lẽ nhìn thấy Bồ Tát Thượng Cổ và Chư Thiên Thắng Phật, một vị thượng sư nói. Bọn họ đặt chân lên một cổ lộ, đây là điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy an tâm. Trên con đường này, cứ một quãng lại thấy được một ít Phật tích bên đường. Thậm chí còn có thể thấy được một ít cổ tự phạn văn, đều là do những người có đại pháp lực khắc xuống, nở rộ quang hoa, ngưng tụ đạo vạn, tĩnh tâm nghiền ngẫm có thể hiểu được đạo tắc trong đó. Diệp Phàm rất bình tĩnh, không tỏ vẻ gì. Mấy vị thượng nhân lại khác, đều cực kỳ kích động, còn cẩn thận quan sát, hy vọng có thể ngộ ra Phật Pháp. Vì muốn đi tới nhanh hơn, bọn họ định thi triển pháp thuật, gia tăng tốc độ nhưng lại có điều không ổn, cổ lộ trở nên mơ hồ, sắp sửa biến mất. Tìm kiếm Linh Sơn, phải dùng thành tâm chiều bái, bằng không vĩnh viễn không thể tới gần. Chúng ta phải từng bước đi tới. Tất Ma Đề nói, trong miệng tụng Phật hiệu, cầu Phật Đà khoan thứ. Diệp Phàm nhíu mày, chẳng lẽ phía trước thật sự có chư Phật và Bồ Tát Thượng Cổ sao? Bọn họ lại đi bộ tiến tới, cổ lộ liền tự hiện rõ, rất là quái dị. Đây là do Đại Pháp tạo ra, mênh mông khó lường. Linh Sơn quả nhiên không phải là nơi tầm thường a. Cuối cùng, sau khi đi một đoạn dài, hắn rốt cục nhìn ra manh mối, có pháp tắc đạo văn khó hiểu đang được vận chuyển. Đi tới hơn trăm dặm, phía trước xuất hiện một mảnh rách nát, bên cổ lộ là một mảnh phế tích, từng trận kêu khóc truyền ra khiến người nghe nổi cả da gà, rất khiếp người. Một mảnh đền chùa đã thành nơi hoang vắng, tường đổ, cỏ dại mọc thành bụi, Phật tính nơi này đã mất hết, chỉ có từng trận âm khí ập tới. Tiếng kêu khóc không ngừng nhanh chóng tới gần, nhanh như lôi điện, nhoáng lên đã phát tới, như lễ quỷ đòi mạng vậy. Tuy nhiên, biểu tượng Phật bằng đá trong tay Diệp Phàm nở rộ quang hoa, đạo ác ảnh kia cũng không dám tới gần, chợt khi trái khi phải, không ngừng xuất hiện khắp nơi, nhanh tới khó tin. Tất Ma Đề và hai vị lão tăng, bốn vị thượng sư khác, đều biến sắc. Loại tốc độ này nhanh hơn nhiều so với bọn họ không thể đối kháng được. May mà nhìn thấy thần sắc Diệp Phàm không thay đổi, vẻ mặt bình tĩnh cho nên bọn họ cũng mới yên tâm được. Một tiếng trẻ con khóc nổ tung trong tai mọi người, một đạo bóng xám rốt cục hiện ra. Đây là một lão tăng, mặc tăng bào màu xám, thân hình khôi ngô to lớn, hắc khí lượn lờ, bộ mặt hung lệ, hai mắt đỏ thẫm. Hơn nữa, trên mặt người này sinh ra một ít vảy rất mịn, tràn tới cổ và cánh tay, có chút hung mãnh nanh ác, không giống với nhân loại. Vị pháp sư này, sao ngươi lại có bộ dạng độc ác như vậy? Cổ Phạn Văn Quyền uy lên tiếng, hắn không chân chính bước vào giới tu luyện, không nhận ra được sâu cạn của người này. Phật tính của người này đã mất hết, sớm mất đi cái tôi, hiện chỉ có một cỗ ác niệm đang chống đỡ thân thể mà thôi. Hoặc có thể nói là hắn đã chết, một vị lão tăng lên tiếng. Đáng tiếc, cảnh giới người này cao hơn ta xa, sao lại lạc lối như vậy? Một vị thượng sư vô cùng kinh ngạc, các ngươi cũng là tìm kiếm Linh Sơn sao? Ta hận. Lão tăng này ánh mắt lạnh lùng đỏ như máu, hắc khi lượn lờ, tham âm thê lương nói, một lòng hướng Phật mà cũng không thấy Linh Sơn. Tìm kiếm cửu tử nhất sinh nhưng cuối cùng không có kết quả, lễ Phật còn có ý nghĩa gì? Mọi người hiểu được hắn mang theo oán khí vô tận mới có được ma thân như vậy, đã không còn hướng Phật mà rất hận Phật. Phật đều đã chết, các ngươi còn tìm gì? Linh Sơn hư vô mờ mịt, đi tới đó để làm gì? Để ta độ hóa cho các ngươi. Lão già áo xám này kêu lớn, mọi người thở dài. Người này kính Phật cả đời, kết quả thành công dã tràng, chết trên đường tìm Phật, lúc này mới hóa thành oán khí khôn cùng, tụ mà không tán. Hắn nâng tay lên, xuất hiện một cái bát lớn, như một vòm trời màu tím vàng ép xuống, bao phủ tất cả mọi người, cuồn cuộn mãnh liệt, phát ra cương manh. Ngoại trừ cổ lộ, dưới chân, cả đại địa đang nhanh chóng vỡ tan, âm phong gào rít, đại thụ bật gốc. Mấy vị thượng sư biến sắc, loại khí thế này hơn xa bọn họ, căn bản không thể ngăn được. Nếu không có Diệp Phàm nơi đây, một kích này đủ giết hết tất cả mọi người. Đinh. Diệp Phàm nâng tay lên, một ngón tay chống đỡ được chiếc bát này, dễ dàng xuyên qua, đánh nó vỡ tan. Một mảnh toái quang xuất hiện giữa bầu trời. Lão tăng ma háo kia quát lớn một tiếng, văng mạnh ra ngoài, phá vỡ một phiến cổ miếu. Một tiếng kêu thê lương vang lên, bộ mặt lão tăng này trở nên dữ tợn, trong miệng sinh ra răng nanh, trong mắt nhuốm máu, gào lớn rồi lại lao lên. Diệp Phàm khoát tay, ấn về phía trước, như một chiếc thớt lớn màu vàng ấn tới, khiến hắn ta bị ép bẹp trên mặt đất,
không thể động đậy. Bên cạnh, mấy vị thượng sư vô cùng rung động. Dưới ánh mắt bọn họ, đây là một ma tướng khó có thể độ hóa, không ngờ lại dễ dàng bị áp chế như vậy. Diệp Phàm khẽ thở dài một hơi, cũng không ép hắn thành thịt nát. Từ ý nghĩa nào đó mà nói thì đây là một người đáng thương, tín ngưỡng cả đời nhưng kết quả lại thành hư vô, thân tử đạo tiêu, chỉ một ngụm oán khí thì không thể tiêu tan. Hãy để chúng ta tiễn hắn đi. Tất Ma Đề không đành lòng, kết tay thành hình chữ thập. Diệp Phàm gật đầu, cũng không nói thêm gì. Mấy vị thương nhân tiến lên, tất cả ngồi xếp bằng bên cạnh Ma Tăng, khẩu tụng kinh Phật, muốn hóa hết ác khí, để hắn vãng sinh. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, Xỉ Tha Già Đa Dạ, Xỉ Địa Dạ Tha, A Di Lợi Đô Bà Bì. Không bao lâu, hắn khí trên người lão tăng dưới đại thủ màu vàng của Diệp Phàm đã tiêu tán hết, vài màu máu toàn thân hắn cũng tiêu tan, thân sắc trên mặt cũng dần trở nên tường hòa. Cuối cùng, Diệp Phàm nâng tay lên, lão tăng này hóa thành một đạo thánh quang, niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật rồi hóa thành quang vũ biến mất, tiêu tan hết oán khí. Bọn họ tiếp tục đi tới, trên cổ lộ tiến. Tới Linh Sơn này có không ít xương khô. Một đường này, bọn họ phát hiện ra không dưới 100 bộ xương khô, tất cả đều là cao tăng đắc đạo. Điều này không thể không khiến người ta than thở. Đạo lộ mà chỉ kính Phật mới tìm được, nhưng lại chết giữa đường, không thể lên được Linh Sơn, thật sự đáng buồn. Đột nhiên, cổ lộ bị chặt đứt, phía trước là một mảnh vực sâu tối đen chắn lại, mà cổ lộ thông hướng Linh Sơn vẫn có thể thấy được ở phía bờ vực bên kia. Đây là một loại khảo nghiệm sao? Diệp Phàm hỏi. Không phải. Đây là bởi vì mật ngữ chúng ta thu được từ vị tiền bối đó không hoàn chỉnh cho nên mới xuất hiện vực sâu ngăn cách này. Hiện tại, xem ra chỉ có thể dựa vào tự mình, vượt qua phần đường bị cắt đứt này thôi, một vị lão tăng nói. Trong quá trình này, Diệp Phàm thủy chung khẽ niệm chú ngữ, dùng pháp lực bản thân gia trì thạch Phật. Được, chúng ta vượt qua. Diệp Phàm đúng là muốn đi đàn tràng Linh Sơn nhìn một cái. Nếu dao động không thua gì Tu Di Sơn thì nhất định nơi này cũng có một đàn tràng thượng cổ kinh thiên. Ngao! Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương truyền đến. Phiến vực sâu này hắc vụ ngập trời, có một mảnh quỷ khốc, trong đó đủ loại yêu ma quỷ quái, không ngừng dãy giụa như muốn lao ra. Đây là Loạn Ma Uyên, chính là nơi Thích Già trước khi thành đạo trấn áp và chém giết các loại yêu ma, rất nhiều đều tiến nhập vực sâu này. Tất Ma Đề kinh hãi nói. Vực sâu này không thể bay qua, có ngưng tụ vô số sát khí yêu ma, hóa thành một mảnh sát tràng, chỉ bằng vào thực lực bản thân, từng bước vượt qua mới được. Thật sao? Ta cũng muốn nhìn xem bộ dạng những yêu ma mà thánh chủ đã chém giết. Diệp Phàm nói, thân hành hắn lóe ra kim quang, bao phủ cả mấy người vào, chậm rãi cất bước xuống vực sau, đạp lên từng ác linh mà qua. Quần ma loạn vũ, không thể kể xiết có bao nhiêu đại yêu, ác ma do oán khi biến thành, ngập trời bay lên. Tuy sớm không còn pháp lực như lúc còn sống, nhưng cũng vô cùng khủng bố, liên tục gào thét vọt tới. Ầm ầm ầm. Lôi điện ngoài cơ thể Diệp Phàm nổ tung, thánh vực hoàng kim hiện ra. Hắn như một thần minh vượt qua địa ngục, một đường hành tẩu. Mà dọc đường này, hắn cũng gặp được mấy kẻ thật sự lợi hại. Ầm. Một yêu linh cấp giáo chủ bị hắn dùng đầu ngón tay điểm thành ô quang, hóa thành hư vô, khiến một đám ác linh khác kinh sợ thối lui. Sau đó là một bộ hài cốt xuất hiện, cả Loạn Ma Uyên trở nên sôi trào. Có hài cốt yêu ma, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra tinh quang. Điều này thật khó có, thực lực rất cường đại. Bộ hài cốt này đón đỡ một kích của hắn mà vẫn chưa toái, cùng hắn bắt đầu đại chiến. Hắn tấn công như tia chớp, long hành hổ khiêu, vượn dược xà đả, liên tiếp xuất kích, đánh ra 18 đòn mới phá vỡ được khối hài cốt này. Bên cạnh, mấy nhà sư Ấn Độ đều hết hồn. Mãi sau mới có người lên tiếng. Nếu ta không lầm thì bộ hài cốt này là một vị kinh cương hộ pháp của Phật môn ta, đọa nhập ma đạo, hình cốt bất hủ, không ngờ. Bị đánh nát như vậy, bọn họ không thể lý giải được. Kim cương hộ pháp của Phật giáo chính là bất tử thân, dù chết cũng khó thương tổn tới thân thể hộ. Thanh niên trước mặt này rốt cục mạnh mẽ như thế nào? Thân thể siêu Phật sao? Loạn Ma Uyên đúng là một hiểm địa, thi thoảng lại có yêu ma quỷ quái lao tới. Bọn chúng bị trói buộc nơi này, muốn những người còn sống cũng bị chôn cùng, thường nhân rất khó đi qua. Mấy vị thượng sư đều biết đương thời có rất nhiều người chết ở nơi đây, căn bản không thể vượt qua. Trong số những ác linh này cũng có không ít là do những đại thần thông giả ở thượng cổ hóa thành sau khi chết. Nhưng mà chiến lực Diệp Phàm kinh người, dù ác chiến mấy trận nhưng đều thắng lợi, một đường giết tới.
Thực lực hắn biểu hiện ra trong mắt mấy người này như là một thần minh, không ngừng trấn áp các lộ yêu ma, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cuối cùng, Diệp Phàm giết qua loạn ma uyên, thuận lợi đi tiếp trên con đường bị chặt đứt. Ầm, sóng biển dâng tận trời, đánh lên trời cao, mở mịt một mảnh. Đây là một biển rộng mênh mông vô tận, ngăn cản trước đường bọn họ. Từng cơn sóng lớn vỗ bờ, đinh tai nhức óc, khiến người ta đang nằm mộng. Cũng không biết đã đi qua bao nhiêu dặm, bọn họ lại lần nữa bị ngăn cản. Trước mắt bọn họ là một mảnh đại dương nhìn không thấy cuối. Đây là khổ hải, nếu muốn lên Linh Sơn, tất yếu phải vượt qua. Đây có lẽ mới là địa cầu chân thực, những gì chúng ta chứng kiến thường ngày có lẽ chỉ là một bộ phận mà thôi. Mộ lão tăng nói, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, chúng ta còn muốn vượt qua sao? Một vị lão tăng khác lên tiếng, không thấy Linh Sơn quyết không quay đầu lại. Diệp Phàm khẽ nói, mọi người đều tận mắt thấy thần thông của hắn, thấy hắn nói vậy thì tất nhiên đã là đại biểu quyết định cộng đồng của bọn họ, khẳng định phải tiếp tục đi về phía trước. Diệp Phàm đưa tay ra một con tử đồng chiến thuyền xuất hiện giữa hư không, để mấy người bước lên, chậm rãi vượt qua khổ hải mênh mông bát ngát, đi về phía bờ bên kia. Ầm, sóng lớn vỗ bờ, sóng dữ ngập trời, đại dương màu đen này khiến người ta phải sợ hãi, mới vừa bắt đầu bước lên đã gặp sóng cuốn thiên địa, trong biển còn có không ít sinh linh gào thét. Bọn họ vô cùng kinh ngạc, đi tới mấy trăm dặm, từ trong nước biển vươn ra một mảnh xương tay trắng hếu, cũng có yêu ma đáng sợ vọt ra, đánh về phía chiến thuyền trên bầu trời. Nơi này còn khủng bố hơn loạn ma uyên nhiều, trong đó có những ác linh không thể đo lường, tản ra khí tức ngập trời. Diệp Phàm lấy ra một chiếc đồng đăng, thân người, mặt quỷ, đặt trên đầu thuyền, lập tức khiến sóng êm gió lặng, tất cả yêu ma quỷ quái biến mất hết, không hề gây ra chút sóng gió nào nữa. Đây là chiếc đồng đăng lấy từ huỳnh hoặc cổ tinh, là thứ Thích Ca Mâu Ni lưu lại để trấn áp lệ quỷ thánh thể đại thành, là một kiện bí bảo quỷ dị, bấc đèn, chính là thánh nhân viễn cổ. Mọi người kinh ngạc, phiến khổ hải này tuyệt đối vô cùng khủng bố, nếu là thông qua bình thường thì dù là La Hán màu vàng tới đây chỉ sợ cũng phải ngã xuống. Không ngờ, chỉ vì sự tồn tại của một cây đồng đăng mà lại khiến thuận buồm xuôi gió như thế này. Khổ hải màu đen mãnh liệt giờ còn không hiện ra một chút nguy cơ nào nữa nhưng lại có thể cảm giác dưới lòng biển có một yêu ma rất khủng bố đang du động, nhưng cũng không dám tới gần. Cây đồng đăng này tản mát bích quang nhàn nhạt, tạo hình trông rất sống động, thân người, mặt quỷ, lưỡi là bấc đèn, hỏa diễm lập lòe nhưng lại đốt ra một đám cổ phù, lượn lờ bao phủ cả chiến thuyền. Hơn nữa, một tiểu lão đầu khô cằn xuất hiện, ngồi chồm hổm trên đầu thuyền, cười quỷ dị với mấy người, vô cùng yêu tà khiến mấy vị thượng sư tới từ Ấn Độ cũng phải sợ hãi. Diệp Phàm không phải là lần đầu tiên thấy hắn cho nên thần sắc không có biến hóa gì, không thể không nói cây đồng đăng này rất có thần uy, có thể trấn áp hết thảy ác linh. Cả 9 ngày, dọc đường này không có một yêu ma nào nhảy ra, khắp khổ hải vô cùng bình tĩnh, bị thứ này trấn nhiếp. 9 ngày sau, bọn họ đã tới được bờ đối diện, phía trước là một mảnh rừng núi cực lớn, cao tới mấy vạn trượng, ngập mây xanh, vô cùng bao la hùng vĩ. Linh Sơn, chúng ta sắp tới được đàn tràng Linh Sơn thượng cổ. Mấy vị lão tăng đều vô cùng kích động. Diệp Phàm không nói lời nào, hắn cảm nhận được một loại mênh mông, dao động Phật tinh đang bồng bềnh. Hắn biết đã thật sự tới gần Linh Sơn trong truyền thuyết. Ồ, đó là... Một ngày sau, bọn họ đi qua rất nhiều mảnh núi lớn, phía trước cũng truyền ra ánh sáng nhiều điểm, quang huy thần thánh ngập tràn khắp nơi. Diệp Phàm cũng cả kinh. Hắn tu thành thiên nhãn, tự nhiên có thể nhìn xa hơn, sớm thấy được kỳ cảnh trên đường chân trời. Thần hoa đang bay múa, hóa thành một mảnh quang vũ trong suốt sáng lạn. Mà ở nơi đó có sinh ra một gốc bồ, đề cổ thụ, trạc cây như rồng có sừng, duỗi thân bốn phía, phiến lá màu xanh lá mạ ướt át, có dao động đại đạo truyền ra. Ở dưới gốc cổ thụ, có một nam nhân trung niên chừng hơn 30 tuổi đang ngồi xếp bằng, không nhiễm chút bụi trần. Thân thể lạc ấn trong hư không, giao hòa với đại đạo, như tọa lạc trong ba thời không quá khứ, hiện tại và tương lai. Phật Tổ Thích Già Ma Ni, đám người Tất Ma Đề sau khi thấy rõ lập tức thiếu chút nữa ngất đi, tất cả lập tức quỳ lạy. Diệp Phàm cũng giật mình. Tướng mạo người này thật sự rất đặc biệt, rất giống với những bức tượng Phật Thích Già ở các ngôi chùa, lúc này đang dung hợp với đại đạo. Cuối đường gặp Thích Già, đây là điều vượt ra ngoài dự kiến mọi người, ngay cả Diệp Phàm cũng bị kinh sợ. Mấy vị lão tăng kích động lễ bái, vô cùng thành kính, miệng tụng Phật hiệu, đầu cúi sát đất. Những đóa hoa rực rỡ,
từng đóa trong suốt bay xuống, phát ra âm thanh rào rào nhưng lại khiến thiên địa càng thêm yên lặng. Một gốc cây cổ thụ bồ đề cắm rễ nơi đó, một nam nhân xuất trần ngồi xếp bằng dưới tán cây, dung hợp vạn vật, cộng sinh với đại đạo. Hắn nhắm mắt, những cánh hoa sáng lạn rơi xuống trên người, như cả vạn năm không hề động đậy, tường tĩnh mà siêu thoát. Một người nếu giống y đúc tượng Phật trong chùa chiền thì đúng là vô cùng kỳ dị, khiến người ta rất cả kính ngưỡng và úy kỵ. Đám người Tất Ma Đề dập đầu mấy cái, tâm tình kích động khi nhìn thấy Thích Già Ma Ni, dù khiến bọn họ lập tức chết đi chỉ sợ trong lòng cũng sẽ không hề oán thán điều gì. Đây là đại nguyện cả đời bọn họ, chỉ để được nhìn thấy chân Phật, khấu đầu trước Như Lai. Nguyện vọng này hiện tại bọn họ đã đạt được, chính mắt thấy được tư thái của Phật, chuẩn đế Thích Già Ma Ni. Trong lòng Diệp Phàm run lên, đây là nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hiện tại lại được nhìn thấy, vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Thích Già là cổ nhân 2.500 năm trước, có đại trí tuệ, xem Phệ Đà Kinh, nghiên cứu giáo pháp Bà La Môn, cuối cùng nhất thống Linh Sơn, sang hạ Phật giáo, lưu lại thánh danh hiển hách ở trong lịch sử, danh truyền cổ kim vực ngoại. Những thượng sư Ấn Độ đi một bước đập đầu một cái, trong miệng lẩm bẩm tụng kinh dần dần đi tới trước cổ thụ Bồ Đề. Diệp Phàm cũng tiến lên. Hắn không quỳ lại nhưng cũng không hề chớp mắt nhìn vị chuẩn đế dưới tàng câu. Loại khí chất siêu phàm này khiến người ta xuất trần, giống như có thể tịnh độ hết thảy ưu phiền trên thế gian. Đang, một tiếng chuông từ từ vang lên, truyền xa gần trăm dặm, vang tới nơi này, khiến người ta gột rửa hết tội lỗi, toàn thân trở nên thanh tịnh. Tiếng chuông từ thâm sơn, Phật dưới bồ đề, hết thảy điều này giống như cảnh trong mơ, không nhiễm một hạt bụi. Thích Già Ma Ni không hề nhúc nhích, không phát ra lời nào nhưng pháp lại truyền khắp đại thế giới. Các ngươi đã tới chậm, Linh Sơn đã bế, trừ khi biển cạn, cũng không thể tái hiện trong đời. Một trận dao động truyền tới, thân ảnh nhắm mắt dưới bồ đề đột nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, như đang vượt qua thời không nói chuyện với bọn hắn. Phật Tổ, đám người Tất Ma Đề hô lên, không thể không dập đầu. Bọn họ nghe được lời nói của chân Phật, kích động tột cùng. Là chậm rồi, chúng ta cầm thánh vật mở ra cổ lộ Linh Sơn mà tới. Diệp Phàm đứng cách cây bồ đề xa xa lên tiếng. Linh Sơn đã khô, khó tái hiện trần thế, dù có thánh vật nhưng lại không có mật ngữ, không tạo ra đường được. Thích Già không nhúc nhích, như ngồi xếp bằng trong thời thượng cổ, lại như đang ở trong tương lai giảng đạo, tràn ra từng đợt thánh ba đại đạo, hình thành một thần luân khiến hắn vô cùng siêu phàm thoát tục. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, đây thật sự là Thích Già Ma Ni sao? Hắn không phải đã vượt qua hư không, tiến vào chỗ sâu trong tinh không, sao lúc này lại thấy nơi này? Năm đó, ở Tử Sơn, hắn từng nhìn thấy bóng dáng Vô Thủy Đại Đế, lúc đầu cũng nghĩ là thật, sau đó lại biết đó chỉ là một bóng dáng lạc, ấn từ nhiều vạn năm trước mà thôi. Chẳng lẽ thân ảnh hắn đang nhìn thấy cũng là vậy sao? Nhưng vì sao lại có thể đối thoại với mọi người, có thể giao hòa với đại đạo thiên địa, có khí tức trấn áp chư thiên? Linh Sơn hết đường, quay đầu là bờ. Nam nhân trung niên dưới gốc bồ đề này khẽ nói, hai mắt vẫn nhắm chặt, thân sắc tường hòa, mỗi đóa hoa rơi xuống đều ngưng tự thần vận đại đạo. Đám người Tất Ma Đề lĩnh pháp chỉ lui xuống mà Diệp Phàm không hề động. Sau đó hắn nhìn thấy cổ thụ bồ đề xanh ngát hóa đá, ngay cả nam nhân dưới đó cũng hóa thành pho tượng. Đóa hoa rơi xuống, khi rơi xuống đất cũng hóa đá, dao động sinh mệnh biến mất. Mọi thứ đều trở nên hóa đá, hoàn toàn không giống lúc trước. Đây là lực lượng Phật Pháp. Diệp Phàm thấy thoải mái, Thích Già Ma Ni đã theo tinh không cổ lộ rời đi. Hắn không thể còn ở đại cầu, hết thảy đều là do đại pháp lực từ ngày xưa biến thành. Hơn nữa, nếu thật sự là một vị chuẩn đế, bọn họ không nhất thiết có thể tới được gần thân thể này như vậy. Đại đạo giao hòa, vạn vật dung hợp, những gì nhìn thấy chỉ là một pháp thuật ngày xưa mà không phải là chân thân hôm nay. Đây là, mấy vị lão tăng đều run rẩy, bọn họ chợt nghĩ tới một truyền thuyết. Phật có 10 đại đệ tử, trước khi chân thân rời đi, 10 người từng cùng nhau ra tay, tố ra Phật thân Thích Già Ma Ni đặt trên đường đi Linh Sơn. Đây được cho là do 10 đại đệ tử của Phật gây ra, hóa thân Thích Già này hiển nhiên là một bộ phần thần thông. Thứ vừa chứng kiến cũng không tính là hư ảo. Từ đó có thể suy đoán ra Linh Sơn rất gần, cũng không cách xa nơi này, nhưng đám người Tất Ma Đề lại đều dừng chân, không chịu tiến thêm bước nào. Bọn họ tuân theo pháp chỉ của Thích Già Ma Ni, không dám vi phạm. Linh Sơn ở phía trước, các ngươi không phải muốn đi vào sao? Cho dù không nhất thiết có thể thành công thì sao không tới gần đánh giá một chuyến? Diệp Phàm nói.
xin thứ lỗi. Mấy vị thượng sư đều thi lễ, đồng thời khuyên Diệp Phàm không nên đi tiếp mà quay lại. Diệp Phàm không để ý, vòng qua Bồ Đề và Thích Già Mani đã hóa đá, tiếp tục đi về phía trước. Mấy lão tăng sợ run, tất cả đều đứng ngẩn ra tại chỗ nhìn theo. Cổ lộ uốn lượn, lại đi tới mấy dặm rốt cục hoàn toàn bị cắt đứt, phía trước là một mảnh núi đá bất tận, nhìn không thấy điểm cuối. Nơi đó không có sinh khí, chỉ có Phật tính dao động mênh mông như đại dương, trên những ngọn núi không có chút sinh cơ nào, không thấy bất cứ con chim thú nào cả. Diệp Phàm mở thiên nhãn, nhưng vẫn rất mơ hồ như cũ, linh sơn rộng lớn vẫn không thấy đâu, trong tầm mắt chỉ có Mãn Sơn U Ninh, cổ tháp yên tĩnh. Các bạn vừa nghe xong tập 102 của bộ truyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.